Hôm nay thì chúng ta sẽ chữa cái đề số 2 trong quyển sách để tặng cho các bạn là liên trường của Nam Nhạc. Và thể như theo yêu cầu của các bạn thì thầy sẽ chữa từ câu 35. Bởi vì là 40 câu đầu thì thực ra khá là dễ rồi, đúng không ạ? 35 câu đầu tiên thì khá là dễ rồi. Nào, chúng ta sẽ chữa từ câu 35 nhé. Các bạn đọc qua một chút này. Cho đường thẳng delta đi qua điểm M và có vectơ chỉ phương, đúng không? Thì câu này rất là dễ, chúng ta làm nhanh như sau. Thì mình cũng không cần phải viết hẳn phương trình đường thẳng ra, chúng ta nhìn vào cái vectơ trước. 4 âm 6 với cả 2, anh này thỏa mãn này, hệ số của T nhé các bạn nhé. 2 - 3 - 1 có thỏa mãn hay không? Thì em hiểu là ở đây chúng ta lấy nguyên cái tọa độ này chúng ta chia cho 2, đúng không? Thì chúng ta có một vectơ mới tỷ lệ là 2 - 3 - 1, thì anh này cũng thỏa mãn này. Đó, 2 - 3 - 1 2 - 3 - 1. Vậy thì thực ra xét về vectơ tất cả 3-4 đáp án đều thỏa mãn, đúng không? Thế bây giờ mình nhìn vào cái điểm thôi. 2 - 1 - 2 ở đấy, thấy không? Đây là 2, đây là -2, 0 - 1 đang, nó đang chưa hợp lý lắm. Đấy, A có khả năng sai nhé, chưa chắc chắn 100% nhưng mà A có khả năng sai đó. Anh này cũng là -2, 0 - 1 cũng có khả năng sai. Anh này là 2, 0 - 1 thì giống hệt rồi đây này, đúng không? Đấy, điểm thỏa mãn mà vector thỏa mãn, vậy thì chắc chắn phải là đáp án C. Chúng ta chọn ngay đáp án C. Đó. Câu này thì không có gì, để nghĩ là các bạn không có gì phải lăn tăn cả. Rồi câu 36, giải tập nghiệm bất phương trình này. Câu này nhớ là giải bất phương trình của loga ấy, thì luôn phải đặt điều kiện đó là 2 - 1 phải lớn hơn 0. Nhớ nhá, thì ở đây là x sẽ lớn hơn 1/2. Nếu các bạn quên điều kiện này, chắc chắn các bạn giải tập nghiệm sẽ bị sai. Thì cái cơ số 1/2 các bạn đẩy mũ lên. Nhớ là mũ 1/2 cơ số nhỏ hơn 1 thì bất phương trình phải đảo chiều. Nghĩa là log 2 của 2 - 1 chúng ta sẽ nhỏ hơn 1/2 mũ 0, nghĩa là 1. Thế mình đẩy mũ 2 lên thì anh này lớn hơn 1, bất phương trình giữ nguyên chiều, nghĩa là 2 - 1 nhỏ hơn 2 mũ 1. Và từ đấy chúng ta nhẩm là x sẽ phải nhỏ hơn 3/2, đúng không ạ? Từ 1/2 đến 3/2 ở đó nhỏ, ở đúng đúng nhỉ, nhẩm lại nha. 1/2 mũ 0 là 1 này, đúng rồi này, 2 này, ở đây là -3 nhỉ, chuyển sang là -2 cộng với 1 thì là -1. Từ từ, 2 mũ 1 là 2, chuyển 1 sang là 3, đúng rồi, hợp lý rồi, thì x nhỏ hơn 3/2. Thế thì hơi vô lý nhỉ, từ 1/2 đến 3/2 thì làm gì có đáp án đâu. À quên mất, mình còn một điều kiện nữa, đúng rồi các bạn, mình mất điều kiện của loga thôi, đúng không ạ? À, điều kiện của cái anh loga cơ số 2 thứ nhất, nhưng mà bạn thấy là cả cái biểu thức màu xanh này lại nằm trong một hàm loga nữa. Vậy thì cái điều kiện ban đầu chúng ta ngoài cái thằng x lớn 1/2 này phải có một cái điều kiện nữa đây, chính là thằng này cũng phải lớn hơn 0. Đấy, không được quên cái này nha, lớn 0 nữa. Thế thì hôm nay mình giải, nhưng mà khi giống như cái thằng trước ấy, thì nó sẽ làm 2 mũ 0 đẩy lên thì là 1, đúng không? Với là x lớn hơn 1 là thì kết hợp ba cái điều kiện này vào với nhau này, thì chúng ta thì hay đáp D là chính xác. Đấy, đúng không? Thế thì mới ra đáp án. Đó. Thì câu này nếu mà các bạn đi thi bạn làm sai thì các bạn sẽ quên một trong hai điều kiện thôi. Nếu mà câu này mà làm để cái đáp án trắc nghiệm hay ấy, thì thầy sẽ sửa cái đáp án C, nó sẽ thành là x bằng 1/2 - 3/2. Chắc chắn nhiều thằng sẽ nhầm. À, chắc chắn nhiều thằng sẽ bị nhầm. Rồi, thầy cho chúng ta chuyển sang câu 37. Đó, tìm mô đun của số này có lẽ dễ quá, hay bấm máy tính. Đúng chưa? À, câu này thì không có gì để nói ở đây cả. Bấm máy là phương pháp tối ưu nhất. Bấm chuyển mode 2 nhé các bạn nhá. Rồi, y này nhân với cả 2 + 5y. Đúng chưa? Cộng với cả 2 - 5y số bậc liên hợp. Đấy, -3 - 3y. -3 - 3y bây giờ tính mô đun của anh này, đúng không? Xin AKS này. Đấy, 3 căn 2 các bạn. 3 căn 2 chúng ta có đáp án này. Câu này làm rất là nhanh rồi. Câu 38, cho mặt phẳng P và đường thẳng này. Tìm ra bài này, bài xác định vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng. Thì bài này muốn xác định vị trí tương đối, các bạn chỉ nhìn vào vector thôi. Thì UD nhé. Đấy, UD thì là 2, 4, 3 này. Được chưa? NP nhé thì là
9, 3 và âm 10. Thì đầu tiên các bạn nhìn là hai thằng này nó không song song với nhau đã, đúng không ạ? Chúng ta nhẩm là 2 phần 9 với cả bên này, hoành trên hoành so với tung trên tung thì đã không khác nhau rồi. Thì các bạn nhớ như thế này. Nếu ấy, mà cái vector phát tuyến của mặt phẳng P nó song song với đường D, các bạn nhìn thấy song song chưa? Thì khi lấy đường thẳng D có phương vuông gì? Vuông. Đấy, thì ở đây thầy vừa kiểm tra điều kiện là hai vector này có song song nhau hay không, nghĩa là không vuông góc nha các bạn nhé. Nó không song song thì phân vuông góc của gì, đúng không? Đấy, phát tuyến của thằng này mà chỉ phương của đường D này song song với nhau thì nó đường ở đây là vuông góc loại là mặt C. Bây giờ mình kiểm tra điều kiện là hai vector có vuông góc hay không. Đấy, có vuông góc hay không thì mình nhờ đến công thức thôi. Hoành nhân hoành này, 2 nhân 9 là 18, cộng với tung nhân tung là 4 nhân với 3 là 12, đúng chưa? Đấy, cộng với cả cao nhân cao là 3 nhân với trừ 10 là trừ 30. Bạn thấy ngay bằng không? Đó, rõ ràng là mình cần thấy ngay là tích vô hướng của hai vector này nhân với nhau bằng không. Thế thì chắc chắn rằng hai thằng này vuông góc. Hai thằng vuông góc thì chỉ có thể xảy ra khi mà cái đường D là ở cái phương song song bằng D vậy. Gọi lên đường D song song chưa? Khi đấy thì chỉ phương của đường thẳng D này, hai cái thằng này vuông góc với nhau này. Vậy thì bài này mình chọn đáp án. Đáp án chưa chắc nhá, bởi vì đáp án A cũng có thể đúng mà đáp án B cũng có thể đúng. Đấy, ok chưa? Chắc chắn loại D rồi. Bây giờ bởi vì nếu mà trùng ấy thì nó cũng có phương vuông góc các bạn. À, bây giờ mình phải kiểm tra điều kiện là nó có trùng hay không bằng cách đơn giản như sau này. Nếu mà trùng ấy thì toàn bộ những điểm thuộc đường D nó nằm trên đường B. Vậy thì ở đây thầy sẽ lấy một điểm bất kỳ thuộc đường D. Đây này, lấy điểm này. Đảo dấu đi nhá. Điểm A là -1, 1 với 2. Mình sẽ thay vào mặt B kiểm tra xem nó thuộc hay không. Đó, thế thay vào thì là 9 nhân với âm 1 cộng với 3 nhân 1 cộng trừ đi 10 nhân 2 cộng với 26 bằng 0. À, chúng ta nhầm nào. Thì đúng là bằng 0 thật các bạn ạ. Bởi vì là âm 9 cộng 3 là âm 6. Đấy, âm 26 cộng 26 bằng 0, đúng. Vậy thì suy ra điểm A thuộc mặt B. Mà điểm A nằm trên đường thẳng D mà nó cũng nằm trên mặt B, nghĩa là đường thẳng D nằm hoàn toàn trong mặt B. Vậy thì bài này là trường hợp trùng. À, hai bạn đã hiểu chưa? Các bạn ok chưa? À, thì câu này chú ý nhá. Câu này trông đến thôi nhá, nhiều bạn đi thi vẫn làm sai, không phải là đơn giản đâu. Rồi thì chúng ta sang câu 39. Ở câu này thì là phải làm tay đúng không? Nhưng mà không gì khó cả. Rồi các bạn nhìn thấy nhá, với những cái bài mà FX của chúng ta chia làm hai trường hợp như này thì bài thì đã dạy các bạn rồi đúng không ạ? Chia làm hai trường hợp thì tách theo đúng cái trường hợp thôi. À, từ trừ 2 đến 2 chúng ta sẽ tách ra tại 1. À, đầu tiên là xét từ trừ 2 đến 1. Đúng không? Từ trừ 2 đến 1 nghĩa là nhỏ hơn 1 ấy. Thì lấy cái FX lại này. Đúng chưa? Bài này phải làm tay thì nó mới tiến đổi ra cái này các bạn nhé. Rồi bây giờ anh này mình làm như thế nào đấy? Thì chúng ta dùng phương pháp là đổi biến đấy các bạn. Đúng chưa? Đấy, thì đặt T là bằng cái gì? Mình đặt T bằng cả cái thằng căn này đi. T bằng cả thằng căn 3 cộng x bình. À, bây giờ vi phân hai vế này, đạo hàm của căn u thì bằng 2 lần vế u phẩy, thì đạo hàm ở bên trong là 2x rồi này, chia cho 2 lần căn u. À, thì ở đây các bạn rút ra đi, đúng không? Các bạn thấy ngay là mình đặt thằng này là t, thế thì thằng này là 2 lần t, à 2 lần 2 triệt tiêu rồi. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là t dt, đấy, sẽ bằng x dx. Vậy thì cái tích phân này trở thành như sau. Cận là từ trừ 2 đến 1 thì mình thay trừ 2 ở đây nhé. Thì là trừ 2 bình là 4 đúng không? 4 cộng 3 là 7 à? Ở sai lẻ này. Căn 7. Ừ. À, căn 7. 1 thay ở đây thì là căn của 3 cộng 1 là căn 4. Căn 4 thì là 2. Đấy, xong chưa? Căn bậc 2 của 3x bình, căn bậc 2 của 3x bình là t. Đấy, x dx thì bằng t dt. À, rất là đẹp rồi. Đó, tuyệt vời chưa các bạn? Quá tuyệt vời luôn. Xong rồi, thế thì nguyên hàm của t bình đúng không? Thì bằng t mũ 3 trên 3 từ căn 7 đến 2. Để tôi thay vào đi. 2 thì bảo là 1/3 vẫn ra ngoài nhá. À, 1/3, à, thôi để luôn. 8/3 trừ đi căn 7 mũ 3, căn 7 bình là 7/3 nhân căn 7. Đó, thế là xong hàm thứ nhất. Được chưa?
Rồi bây giờ mình đến thằng thứ hai là cái tách từ 1 đến 2, đúng không? Đấy, từ trừ 2 đến 1 cộng với từ 1 đến 2 thì ra từ trừ 2 đến 2 này. Cái từ 1 đến 2 thì bạn thấy ngay là lớn hơn 1 đúng không? Thì mình thay tương ứng vào đi là e mũ x trừ 1 cộng với cả 1. Đấy, đúng không? Các bạn mình nguyên hàm thằng này thì các bạn để ý nhá, nguyên hàm của e mũ x trừ 1 thì bằng chính nó. Đấy, không khác gì cả. Quên mất đấy, từ từ các đợi tí để thầy gửi cái link link vào trong phòng lớp, quên mất không học phải bỏ lớp để thầy vào học. Bỏ này lớp thầy thấy lười đấy bạn. Ok. Ở chỗ nhà tiên bị mất điện à? Mùa hè đến hay mất điện đó các bạn ạ. Mùa hè mất điện. Ngày xưa mất điện buồn, bây giờ mất điện chả gì buồn cả đúng không? Có điện thoại là 4G vẫn dùng, à nó 4G vẫn dùng tay. Nào chúng ta đi tiếp đến câu này nhá. Đây đây thì thầy đang nói dở này. Thì thầy xét cái đoạn cận là từ 1 đến 2 tiếp theo đúng không? Là lớn 1 mình thay vào. Thì nguyên hàm của em x 1 bằng chính nó nhé các bạn nhá. Đấy, cái này mình nhập nhanh luôn. À, đúng rồi, ok. Nguyên hàm của x đúng không? Thì là à, nguyên hàm của 1 dx thì là x. Đấy, cái này dễ quá rồi chúng ta thay cận. Rồi cận trên thay vào đi thì là e mũ 2 trừ đi 1 thì là e cộng với 2 đúng không ạ? Trừ đi này, cận dưới thay vào thì là e mũ 0 nhá. Thì là 1 luôn này. Đó, cộng với 1 chưa? Vậy thì tóm lại là e cộng 2 trừ 2 rồi thì đi hết phòng e đâu. Ừ. Thế thì tóm lại là cái kết quả đề bài người ta hỏi ấy. Chúng ta sẽ lấy hai kết quả này cộng vào nhau đúng không ạ? Đó. Thì chúng ta sẽ có là 1 nhân e cộng với cả trừ đi 7 phần 3 nhân căn 7 cộng với 8 phần 3. Đây là A này, đây là B này, đây là C này. Mà nếu mà chúng ta lấy tổng 3 à, nếu mà chúng ta lấy đúng theo cái này nhá, thì là 1 này, trừ đi 7 này, cộng với 8 thì kết quả là bằng 0. À đâu, kết quả là bằng 2 đúng không? 1 cộng 8 là 9, 9 7 2 là bằng B. Đó. Các bạn hiểu cái này chưa? Thì câu này thực ra là bản chất là chúng ta không có gì khó cả đúng không? Chúng ta cứ làm như bình thường thôi. Đấy. Đó. Và đáp án chính xác đấy các bạn. Các em hiểu cái này chưa? Nếu các bạn hiểu rồi các bạn comment thấy 39B, 39B thì phải chat nhá. Đó. Nhanh nhanh học nhanh, chúng ta xem bóng đá Việt Nam các bạn. Đấy, comment lên mà có gì không hiểu hỏi thầy luôn, đúng không? Đấy. Không có gì phải ngại. Câu này vẫn chưa phải là cái gì đấy kiểu là khó khăn đúng không? Đề này thầy đánh giá khá là vừa với các bạn bởi vì là đúng như theo cái form tốt nghiệp khá là dễ. Thầy chào đội Việt Vương nhá. Hôm nay thầy vừa đi ăn miến lươn Nghệ An anh Vương ạ. Vương ở Nghệ An đúng không? Không biết là trong đấy món miến lươn có ngon không, nhưng mà thầy nghiện ăn miến lươn khô ấy. Các bạn nào ra Hà Nội ăn miến lươn khô, miến lươn xào với cả miến lươn nước, ăn miến lươn khô ngon kinh khủng luôn. Bê-sa-mê luôn các bạn. Cháo lươn cũng ngon nhưng mà thầy không phải ăn cháo lắm. Thầy tính thầy thích ăn cái gì giòn giòn cơ. Nhưng mà không biết là ở trong Nghệ An cái miền lươn có khác nhiều ở ngoài này không? Các bạn đợi một tí nhá. À, thầy cho ta đến câu 40. Các bạn đọc qua này, câu này bắt đầu khó một tí này. Khó một tí này. Rồi, câu 40 cho một phẳng P và điểm A. Đó, điểm A, điểm B. Gọi D là đường thẳng bằng trong mặt P và đi qua và cách B một khoảng nhỏ nhất. Ok. Đây mình bài, những cái bài này mình phải vẽ hình nhé các bạn nhé. Không vẽ hình là mình toang luôn nhé các bạn. Bắt buộc phải vẽ hình.
Nằm trong P đi qua A. D này, đi qua A này. Và cách B một khoảng là nhỏ nhất. Bây giờ mình có thể nhầm luôn nhé, xem cái đường B này của chúng ta nó có nằm trong cái mặt, nó nghĩa là nó có thuộc mặt B không, đúng không các bạn? Mình phải check luôn là ngay. Bây giờ mình nhầm đi, mình type lên này thì là 0 trừ đi 6, 0 trừ đi 6 trừ 3 trừ 1 thì không thuộc rồi. Vậy là điểm B của chúng ta nó nằm ở đây, bất kỳ nằm ở đây. Bây giờ biết rằng là khoảng cách từ B đến cái mặt phẳng quê, từ từ điểm B đến cái đường đây này, này là min nhé các bạn nhé, nó là min. Ok chưa? Và khi đấy tìm vectơ chỉ phương của đường D. Rồi ok, tóm lại là cái đường D của chúng ta này nó chưa biết, chính xác là chưa biết cụ thể nó là cái gì cả. Và bây giờ chúng ta phải đi tìm và đi chứng minh rằng là chúng ta sẽ giải quyết được nó, đúng không? Thế như thế đã nói rồi, khoảng cách từ một điểm ấy đến một mặt phẳng, đến một đường thẳng ấy, thì nó phải là cái vuông gì, vuông góc, đúng không? Thế bây giờ thầy sẽ gọi cái đường thẳng mà đi qua B ấy, mà nó vuông góc đường D ấy. À không, bây giờ trước mắt là như thế này đi. Thầy nói bé nhé, sẽ bé nhỉ? Alo alo, các bạn nghe thì to chưa? Thầy nói to mà. Alo alo, nghe rõ giọng thầy to chưa? Các bạn nào mà thấy giọng thầy bình thường comment số 2 nào. Hơi bị lag à? Ừ, thế đợi đợi thầy share lại màn hình. Alo alo alo, nghe rõ không chưa các bạn? Thế á? Bạn thử bỏ tai nghe ra xem bình thường có nghe có rõ không? Rõ chưa? Các bạn check lại cho thầy đấy. Không, đến lúc lúc sau thì nói là các bạn không nghe, không không nghe được cái gì đâu. Ok chưa? Đấy, tình thẩm nó bị lắc lỗi đường truyền đấy các bạn. Nào bây giờ vấn đề là như này nhá. Bây giờ tóm lại, người ta bắt tìm chúng ta tìm cái điểm được đường thẳng D này, là đường thẳng đi qua A, sao cho khoảng cách từ thế chào Tùng nhá, khoảng cách từ B đến cái đường thẳng này là bé nhất, đúng không? Thì bây giờ đầu tiên ấy các bạn nhớ này, cái điểm đường thẳng D chúng ta bản thân ấy là nó sẽ xoay tròn, điểm A là cố định nhá, mặt phẳng B cố định ấy. Còn chúng ta sẽ có rất nhiều cái đường thẳng D đây, nó đi qua cái điểm A này, đây cũng có thể đường thẳng D, đúng không ạ? Đây cũng có thể là đường thẳng D. Các lớp hiểu ý nào đó không? Đó. Thế bây giờ cái cách làm bài này các bạn nhớ nhé, cứ từ B ấy, mà muốn ngắn nhất ấy, thì nó phải có vuông vuông góc, lúc nào cũng như vậy. Và bây giờ đầu tiên thầy sẽ gọi một cái đường thẳng delta đi qua B và vuông góc với mặt thẳng B. Đấy, ok, thầy gọi là đây là H đi chẳng hạn. Còn D ở đây là theo điện thoại nó vẫn tổng quát nhé. Chưa gọi là chưa chắc chắn thỏa mãn cái điều kiện của đề bài, nhưng mà ở đây mình phải tổng quát là như vậy. Đường này delta này, mình sẽ giảm biết được ngay, bởi vì sao ạ? Nếu mà delta thì kẻ phương vuông góc với mặt phẳng P ấy, thì vectơ pháp tuyến của mặt phẳng P nó song song cả đường D, đường là delta chưa? Đấy, mà cứ song song nó là vectơ chỉ phương luôn. Vậy thì từ đấy thời gian sẽ biết được phương chỉ là delta đi qua B và delta vuông mặt phẳng P này. Chúng ta dùng luôn nhanh nhé. Các bạn nhìn này, điểm B đây rồi, mặt phẳng P thì vectơ pháp tuyến là bao nhiêu đấy ạ? NP này sẽ là 1, 3 với cả trừ 1. Đấy, vậy thì áp được luôn x, y, z nhé, sẽ bằng 0 cộng với t, 1 nhân t này, trừ 2 cộng với 3 lần t và 3 trừ đi t. Đấy, với o 0 trừ 2 trừ 3, 0 trừ 2, 3, đó là tọa độ điểm B. Còn vectơ pháp tuyến này thì chính là chỉ phương này, các bạn thấy chưa? Và từ đấy thầy sẽ tìm cho các bạn luôn được cái giao điểm của cái đường thẳng delta với mặt phẳng phẳng P, đúng chưa? Bởi vì đường thẳng delta mình viết được dưới dạng tham số này, mình sẽ tìm giao điểm của nó là h, bằng cách thì mang tọa độ đây này, điểm h chúng ta sẽ mang tọa độ này, chúng ta sẽ thay vào phẳng P, x chúng ta sẽ là thay là t các bạn nhé, cộng với 3 nhân với y sẽ là trừ 2 cộng với 3 lần t từ trừ đi z, trừ đi 3 lần, trừ đi 3
3, đúng không, trừ đi 3 trừ t, đấy, trừ 1 bằng 0. Và chúng ta rút gọn, đấy, t này cộng với cả 6 này cộng với cả 1 t, à đúng, t cộng 9 chứ, đúng không, t cộng với cả 33 là 9 cộng với 1 nữa thì nó là 11, 11t. Hằng số tự do thì 3 nhân 2 âm 2 là âm 6, âm 6 chia đi 3 là âm 9 nhỉ, có sao lẻ thế nhỉ, kiểm tra lại mình có bị nhầm dấu đâu nhỉ. Ừ, nhưng mà cũng không đúng đấy, vẫn đúng đấy. Thì chúng ta sẽ có là trừ 6, trừ 3 và trừ 1 là trừ 10 bằng 0. Thì ở đây chúng ta giải là t sẽ bằng 10 phần 11. Rồi, vậy thì đấy chính là gì ạ? Đấy chính là điểm H đấy các bạn. T này thay vào cái đường thẳng delta này thì sẽ thu được điểm H. Vậy chúng ta suy ra tọa độ H chúng ta sẽ có, đấy, thay vào đi, 10 phần 11 cộng t, à cộng với 0, đấy, trừ 2, cái này chúng ta bấm máy tính nhé, thì sẽ có kết quả là 8 phần 11 này, đấy. Và hai đây thì là 23 phần 11. Đây nhá, theo đây thì các bạn này. Rồi, mình có điểm H rồi các bạn ạ. Bây giờ xử trí làm sao đây? Các bạn nhìn tiếp nhá, quan trọng đây này. Sau khi có điểm H rồi ấy, thì bây giờ mình sẽ biện luận các bạn. Đấy. Các bạn nhìn nhá. Giả sử khoảng cách từ B đến đường thẳng D bất kỳ của chúng ta là đường này. Ok chưa? Giả sử là đường này nha các bạn nhá. Có vuông góc này này. Đúng, đây giả sử nhá, khoảng cách là cái đoạn BK. Nhưng mà thực tế các em nhìn không ạ? Nếu mà điểm K không trùng với điểm H ấy, thì chúng ta luôn có một cái tam giác vuông là BK. Đúng chưa? Và nếu và vì làm sao đấy ạ? Trong cái tam giác vuông này BH nó là cái đường vuông góc của, thì chắc chắn là BH luôn nhỏ hơn nó khoảng BK. Đúng không ạ? Mà BK chính là khoảng cách từ B đến thẳng D chưa? Và người ta bảo là đấy gì đấy? Khoảng cách bé nhất bằng bao nhiêu? Các bạn thấy ngay là BK là khoảng cách từ B đến, là khoảng cách từ B đến thẳng D. Và nó lớn hơn hoặc bằng BH. Cái đăng record đấy em ạ. Đấy, cho nên là giá trị bé nhất thỏa mãn điều kiện đề bài ấy, khi mà chỉ khi là H sẽ phải trùng với K. Các cả lớp hiểu ý thế nó ạ. À, H phải trùng với K. Thì cái đấy khoảng cách từ B đến đường thẳng D là bé nhất. Và từ đấy chúng ta sẽ viết phương trình, đúng không? Đấy, từ đấy là cái đường cạnh điểm K này chúng ta trùng với điểm H này. Hay nói khác là chúng ta sẽ đi viết phương trình đường thẳng D. Đó, đi qua điểm A, đi qua điểm H. Đó, tức là xong bài. Đúng không? Có điểm H rồi. Đấy, có điểm A rồi. Thì tôi tính luôn với từ A H ra. Đúng không? Đó, chúng ta sẽ có là H trừ đi nhá. 10 phần 11 trừ đi 1 thì chúng ta sẽ có là âm 1 phần 10. Đúng không ạ? À, âm 1 phần 11 này. 8 phần 10 này. À, 8 phần 11 là 23 phần 11 chưa? Và vì đây là vector cho nên thầy đưa về tỷ lệ luôn là âm 1 8 với cả 23. Xong rồi đấy. À, thế thì mình chọn đáp án đây. Đấy, chỉ phương thôi các bạn. Các bạn cùng nhau ạ. Thì mình chọn đáp án gì? Đáp án D. Xong bài. Đấy, cái đường thằng D chuẩn ấy, thỏa mãn điều kiện đề bài là nó phải đi qua A và đi qua H nhé. Đây là đường này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, các lớp hiểu câu này chưa? Nếu các bạn hiểu câu 40 thì bạn comment thầy nhẹ nhàng 40D vào lên chat. Cái câu này thực ra thầy cũng chữa bạn rất là nhiều rồi, đúng không? Thầy lên code thì mà yên tâm nhá, mai lên LMS là có đầy đủ. Rồi, đến câu 41 ở hàm hợp. Rồi câu này thì chúng ta làm quá nhiều rồi, đúng không? Ở F bình của Fx. Nào, thầy đạo hàm F bình của Fx. Mình đây là đặt hàm được với nha các bạn nhé. Có bạn nào không hiểu thì hỏi thầy luôn nhé, để giải thích lại nhá. Và chúng ta đạo hàm thì ở đây các bạn hiểu là, ở đây các bạn hiểu là nó là U bình này. Đó, thì bằng 2 lần của U, nghĩa là 2 lần F của Fx. Đó. Và vì thằng này không phải lấy, chúng ta nhân với đạo hàm nó một lần nữa. Đó. Và chúng ta cho một cái bằng 0. Đúng không ạ? Rồi bây giờ mình đi làm nhé. Đi tìm muốn trích đường đại cái tiểu thì mình phải đi giải cái này ra rồi mình kể cho cái dấu, đúng không? Đó, bây giờ thì chúng ta đi giải nó thôi. Tìm hoặc là thay bằng 0 này. F của Fx này bằng 0. Hoặc là Fx bằng 0. Đó, thì F của F bằng 0 khi nào? Thì bạn cứ nhìn đây là đồ thị Fx này.
thì câu hỏi luôn đặt ra trong đầu tư là Fx bằng không khi nào? Fx bằng không khi mà nó tiếp xúc tại không và nó cắt tại một điểm nào đấy, là điểm A đi. A này lớn hơn 2 nha các bạn nhé. Các bạn công nhận thấy điều này không ạ? X bằng A và A lớn hơn 2. Vậy thì ở đây thì chúng ta làm từng, đúng không ạ? Đầu tiên phương trình này, F của Fx bằng 0, đây là x này, thì đây là x, đây là Fx. Thì đây tương ứng chúng ta sẽ có là Fx bằng 0 như nào đó. Và Fx bằng A đó. Ok Trần, biết là A lớn hơn 2 nhá. Rồi, thế còn Fx bằng 0 khi nào? Đó, Fx bằng 0 khi nào thì các bạn nhìn trên đồ thị thôi. Đây là đồ thị của Fx. Fx bằng 0 khi về khi ấy, những cái điểm này nó có hoành độ là cực trị. Đấy, cực trị này. Các bạn thấy không? Không có cả mấy đây. Cả hai. Thì hai anh này chân hình nó thể hiện rõ là cực trị rồi, cho nên là hai cái điểm này chúng ta nghiệm ấy, nó rõ ràng là cực trị rồi, đúng không các bạn? Cái này là điều hiển nhiên. Đó, thế ở đây chúng ta không cần quan tâm quá nhiều về cái trường hợp này nữa. Các bạn mình chỉ quan tâm cái trường hợp này thôi. Đấy, chúng ta đi giải hai này là xong. Thì thứ nhất nhá, các bạn nhìn cái đường Fx bằng 0, đây là Fx này. Đó. Thì đây, ở đây chúng ta là giải sẵn rồi. Riêng này chúng ta sẽ có hai nghiệm là x bằng 0 và x bằng a. Thì các bạn nhớ nhá, nguyên tắc nếu mà nhìn từ giao điểm ấy, nhìn từ hoành độ, nhìn về từ tương giao ấy, mà bạn muốn nhìn xem cái điểm đó có là cực trị hay không ấy, thì nhớ cho thầy đó là gì ạ? Cắt thì là cực trị, còn tiếp xúc thì là không. Thì bạn thấy ngay là khi mà Fx nó cắt cái trục OX tại hai điểm này, này thì cái điểm này là điểm tiếp xúc này. Tiếp xúc nghĩa là qua nó không đảo dấu. Các bạn hiểu ý đó. Đó, cho nên nghiệm này không tính nhá. Không tính là cực trị. Chúng ta chỉ lấy nghiệm x bằng a thôi. Đó, tức là xong rồi phương trình thứ nhất. Bơm mình giải nốt phương trình này. Fx bằng a. Đó, a lớn 2 các bạn ạ. Thì đây là 1 này, đây là 2 này. Đó, thì mình kể một đường lớn 2 đi. Đây là giả sử là đường A đi. Đường A chưa? Em thấy ngay cái đường y bằng A khi đấy nó sẽ cắt cái đồ thị Fx của chúng ta tại một điểm. Và cắt chúng ta tính là cực trị các bạn nhé. À, vậy là một cực trị. À, khoanh vùng này, một cực trị x bằng A này, một cực trị này, một cực trị x bằng 0, một cực trị x bằng 2, 1, 2, 3, 4. Vậy thì đây là B. Đó. Cảm ơn, ok câu này chưa? Nếu các bạn không thắc mắc gì cả, các bạn comment thầy. À, đúng, từ từ nhé, nhìn lại một chút nào, xem mình có bị thiếu cái gì cả. À, đúng rồi, mình đang bị thiếu các bạn, sorry nhé. Sorry, sorry các bạn. Từ từ, nhưng mà cái đạo hàm này của mình vẫn bị thiếu. Ừ, vẫn bị thiếu. Đúng rồi, chưa kể nó học cực đại nhé. Đây thì nó lại nhé, nó lại. Quên mất. Nó lại cái đoạn đạo hàm nhé. Ở đây các bạn co ra U đi, U bình đi. Đạo hàm thì là bằng 2 lần U bình đúng không? Nghĩa là 2 lần F của Fx. Đấy. Nhưng mà nhân với U phẩy, nghĩa là nhân với đạo hàm của thằng này một lần nữa. Đấy, như này mới đúng các bạn ạ. Rồi, sau mình mới nhìn là cái thằng này nó khác ý, sẽ đạo hàm một lần nữa. F phẩy U. Chưa? Đấy. Và mình cho cái biểu chất lại bằng 0 ấy, thì từ đấy chúng ta mới có nghiệm như sau nhá. Đấy, chú ý đoạn này. Bài này mình giải nghĩa thì điều. Từ từ tí nữa thì giải thích. Không tính x bằng 0. Các bạn đang hiểu sai vấn đề đấy. Nếu mà lúc ấy không tính x bằng 0 là bạn bị sai nhé. Nhưng cứ từ từ mình tính lại. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 cái trường hợp đúng không bạn? Trường hợp thứ nhất là F của Fx bằng 0. Thứ hai là F phẩy của Fx bằng 0 như nào. Và cuối cùng là Fx bằng F phẩy x bằng 0 như nào đúng không? Đó, mình giải từng thằng một nhé. Đầu tiên F của Fx thì đây, thầy đã nói sẵn lúc đấy rồi. Fx bằng 0 khi x bằng 0 và x bằng a. À, thì đây là vì là hàm Fx này. Tương ứng chúng ta sẽ có là Fx bằng 0. Và Fx bằng a đúng không ạ? Thì Fx bằng 0, các bạn nhìn xem nó cắt tại hai điểm đúng không? Đúng chưa? Đấy. Thì bây giờ các bạn nhìn nhá. Tiếp xúc tại 0 là bộ chẵn. Loại. Không bao giờ là cái chị. Có anh này ok này. Đó, mình dừng ở đây đã nhé. Ok chưa các bạn? Rồi tiếp theo Fx bằng A ok rồi này.
À quên mất, fx bằng 0 ấy, fx bằng 0 thì nó cắt tại hai điểm chứ không phải là một cái điểm tiếp xúc này. Cho nên chúng ta ghi rõ ra là x bằng 0 thì chúng ta loại. Đấy, còn x bằng 2 thì vẫn lấy nhé các bạn nhé. X bằng 2 thì vẫn lấy này, là một điểm cắt. Đấy. Còn fx bằng a thực tế là chúng ta sẽ có vẽ luôn ra nhé. Đây, nó sẽ cắt tại một điểm nào đó. Cái điểm này thì thầy dòng xuống thành độ thì gọi là c đi. Đó, thì chúng ta có nghiệm là x bằng c cũng thỏa mãn, bởi vì cứ cắt là chúng ta tính được cái trị. Mình cứ nói cứ trị nhé, chưa nói tuyệt đại bộ. Xong nhá, xong cái thằng đầu tiên. Vậy thì f phẩy của fx bằng 0. Thế cái keyword là f với x bằng 0 khi nào, đúng không? À, cái này thầy vừa giải thích rồi, đó là các bạn nhìn vào đồ thị fx cực trị ở đâu? À, cực trị là x bằng 2 và x bằng 0, đúng không ạ? Đấy, và đây tương ứng lại là fx bằng 0 và fx bằng 2, đúng không? Đấy, cái thằng fx bằng 0 giống ở trên rồi nhá, chúng ta suy ra luôn chỉ lấy x bằng 2 nhé các bạn nhé. Đấy, còn fx bằng 2, fx bằng 2 à? Fx bằng 2, đây, đây là 2 đây này. Thì mình kể một cái đường dài. Đấy. Đây là A này, đây là C này. Ý thằng này nó cắt ở giữa nhé. Nó điểm tổ lại. Đây là A nhá. Đấy. Đây là C này. Cái điểm này ở đây là ở giữa thì gọi là B này. Được chưa? À, thế thì fx bằng 2 nó cắt đồ thị tại một điểm và điểm này là x bằng b, ok không ạ? Đấy, thì hai thằng này đều lấy đúng không các bạn? Đấy, bởi vì là đều là thầy giải thích từ khi lúc ấy rồi, nên đều là cắt đó, chứ không phải là tiếp xúc, đều lấy, đều là cực trị. Bởi vì fx bằng 0 thì chúng ta có sẵn mà, đó là x bằng 0, x bằng 2 cũng được vẫn lấy nhá. Rồi, bởi vì vấn đề một chút ý là bài này chúng ta vẫn phải xét dấu các bạn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì là bài này, nếu mà bài này nó dễ, nó cực trị thì là xong rồi đúng không? Đếm số cực trị thì mình đếm là có hết rồi, nhưng mà vấn đề là nó đang học cực đại thì không bắt buộc phải xét dấu. Đó, bây giờ chúng ta sẽ xét dấu, thầy sẽ kể rồi. Đó, mình điền những kinh nghiệm mà mình lấy thôi các bạn. Thì chúng ta có x bằng 0 này, đúng không? Chúng ta có x bằng 2 và x bằng b, x bằng c. Đó. À quên mất, cái thằng fx bằng 0 thì nó phải là x bằng a nhỉ, phải là nhìn nhầm. Sau đấy các bạn nhá, đây này, fx bằng 0 này thì nó cắt tại hai điểm này, thì thằng này là a chứ không phải là 2. Nhìn nhầm. Đó, sửa lại nhá, a nhá. Rồi đấy, như thế này mới đúng này. Rồi bây giờ chúng ta điền vào thì là 0 a b c, được chưa? Đó, bây giờ điền thì như thế nào đây? À, các bạn nhìn nhá, điền thì như thế nào đây? Đầu tiên mình set một giá trị x bất kỳ đi, trừ 1 đi, trừ 1 nhá. Hai nhỉ, còn hai nhỉ, a lớn hai, đây là hai, trừ một đi. Thì trừ một các bạn thay vào cái thằng g phẩy ấy, thì chúng ta sẽ có là g phẩy của một này, à, g phẩy của trừ một này thì sẽ là hai lần f của f trừ một nhân với f phẩy của f trừ một và nhân với cái f phẩy của trừ một, đúng không ạ? Đó, thì ở đây chúng ta làm như sau. Đoạn này làm hơi mệt tí đấy nhá, nhìn kỹ rất nhiều này. Chơi đồ quên mất lũi, đoạn này thì viết hơi sát, các bạn nhìn hơi khó. Trừ một đúng không? Thì xóa nhé, thì xóa đoạn này. Các bạn chép đi đã. Đến đây thì đúng rồi nhá. Bây giờ các bạn chép đi xong rồi tí nữa thầy giải thích cho nó dễ. Ở đây ý, các bạn nhìn đây này, bản thân chúng ta sẽ hiểu như thế này cho nó dễ này. Ờ, cái thằng x bằng 0 này là nghiệm bộ chẵn, đúng không ạ? Rồi, ok.
như thế nào thì các bạn sẽ hiểu bây giờ nhỉ? Chép xong chưa? Chép xong thì comment là rồi ạ đi. Sau để thì xóa các bạn đi, thì sẽ giống cho nó dễ. Xong chưa? Chép xong nhé, chép xong cái đoạn anh thì xóa đi nhá. À, đoạn này thì xong rồi, bơ mình chỉ đi sẽ đấu thôi. À bơ mình sẽ đấu này. Bơ trừ 1 đúng không ạ? Trừ 1 thì mình lấy ở đây đây. Đây là 1 này, đây trừ 1 tương ứng này. Từ đầu tiên là F tại trừ 1 ạ. F tại trừ 1 là một giá trị như thế này. Đúng không? Các bạn lấy đúng độ chuẩn ở trên hình nhá. Xong chưa? Thì thằng này các bạn biết là nhỏ hơn đâm 4. Ờ. Đấy, nhỏ hơn 4. Nhỏ hơn đâm 4. Thì bây giờ mình giả sử thì nó là trừ, bạn lấy áng áng là trừ 3 chẳng hạn. Đấy, trừ 3 đi. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ có thằng này là âm 3 đúng không? F của trừ 3 thì mang dấu gì? Đây, trên đồ thị đây. Đây là đồ thị Fx này. Trừ 3 nằm ở đâu? Trừ 3 nằm ở đây. Đúng không? Thì chúng ta thay vào hàm F bên ngoài này này. Thì rõ ràng thằng F này chắc chắn là nếu mà kéo dài xuống ở dưới này, thì đồ thị nó rơi ở đây đúng không, là âm chưa? Đấy, vậy thì đầu tiên là cái thằng này mang dấu âm đấy nha các bạn nhé. Đấy, nếu mà thay trừ 1 thì mang dấu âm. Tiếp theo là F phẩy của F trừ 1, F của trừ 1 đây thì là trừ 3. Đấy, F phẩy tại trừ 3. Đấy, các bạn nhìn đây này, trừ 3 gióng vào đồ thị thì đồ thị của chúng ta đang có phương là đi lên. Đấy, đi lên là Fx mang dấu dương em, dương. Ok chưa? Đấy. Tương tự F phẩy tại trừ 1. Đấy, vừa mới nói xong rồi, F phẩy tại trừ 1 thì nó mang dấu gì? Đây trừ 1 đây, gióng xuống đồ thị. Đồ thị đang đi lên, nghĩa là mang dấu dương. Thì em nghe thế là âm nhân dương, nhân dương. Kết quả chúng ta có là gì? Kết quả chúng ta có là âm. Ok chưa? Đấy, kết quả chúng ta có là âm. Mà ở đây các bạn nhớ nhé. Ở đây các bạn nhớ cho thầy là những cái nghiệm này chúng ta xét được luôn nó là bộ chẵn hay bộ lẻ này. Ở đây nhé thầy, cái mắt lỗi mình phải xóa đi từ từ. Nhớ nó là dấu âm nhé. Bây giờ thầy sẽ quay lại cái đoạn lỗi chúng ta trình bày ấy, để chúng ta thầy sẽ quên mất lỗi không đánh dấu trước là nghiệm bộ chẵn bộ lẻ mình điền dấu cho nhanh thì sẽ một khoảng thôi. Ừ, bạn nào cứ ao đi, bạn nào ao thì ao đi nhá. Đấy, chốt lại là tại âm 1 thì là âm nhá. Cái đoạn này đợi thêm một tí. Hãy quay lại cái đoạn trình bày lúc ấy để nốt cho bạn luôn đâu là bộ chặt đây đúng không? Đấy, các bạn nhìn kỹ thế này. Đoạn này nhìn được kỹ nhá. Thứ nhất, cái phương trình Fx bằng 0 này này thì chúng ta loại cái nghiệm x bằng 0 bởi vì tiếp xúc. Thì bạn hiểu tiếp xúc bản thân là thằng x bằng 0 là nghiệm bộ chẵn. Đấy. Còn x bằng a vẫn lấy nhá, vì là bộ lẻ đó là cắt thôi. Cái còn fx bằng a thì là x bằng c rồi. Ok, không có gì để nói cả. Rồi. Tương tự đến cái phương trình này thì fx bằng 0 ấy, đáng nhẽ là nó vẫn có hai nghiệm. Nhưng mà lúc ấy thầy không ghi bởi mình bỏ tắt đi. Các bạn thấy ghi chính xác x bằng 0. Đấy, và x bằng 0 mình lại loại. Bởi vì lý do là nghiệm bộ chẵn. Đúng chưa? Rồi. Thì các bạn nhìn chính xác thì nếu mà nhân đúng không, bài này ba cái ở thứ nhân với nhau này thì bạn nhìn là có mấy thằng x bằng không ạ? Có 3 thằng nhân x bằng không nhân với nhau, nhưng mà bạn nhớ là trong đấy là có 2 thằng chúng ta loại, còn thằng này chúng ta lại lấy là bởi vì sao ạ? Bởi vì bản chất là thằng này nó đảo dấu đúng không? Các bạn cứ hiểu thà mình loại đi là nghiệp bộ chẵn, còn thà mà không lấy đúng không, nghĩa là nghiệp bộ lẻ. Đấy, thì ở đây các bạn hiểu là gì? À, hai thằng chẵn nhân với một thằng lẻ thì thằng này là nghiệm bộ lẻ. Đó. Mà lúc ấy chúng ta xét dấu ấy, trừ một là âm đúng không? Vậy thì qua không tôi sẽ đảo dấu là dương. Hiểu chưa? Hiểu đơn giản như thế thôi. Bơi đến a nhé. À, bây giờ đến nghiệm hai này. Nghiệm x bằng 2 thì có một thằng duy nhất mà chúng ta có lấy đúng không? Nghĩa là nghiệm bộ lẻ. Đó. Cứ lấy đúng không? Vậy thì bảo là lấy là cương trị, mà cương trị là qua cái nghiệm này sẽ đảo dấu bộ lẻ đảo dấu. Ok chưa? Tiếp theo đến A nhé. Đấy, A này là bộ lẻ này.
A này là bội lẻ này, đúng không? Rồi, hai thằng lẻ mà nhân với nhau thì phải là chẵn nhỉ? Xem là có sót cái gì không ạ? Fx bằng 0, x bằng A lấy. Ồ, thế thì đáng nhẽ là từ A đến B ở đây nó phải là dấu dương nhỉ? Xong. Từ từ nhé, để thầy giải thích như thế nào cho nó dễ hiểu với cả các bạn nhất bây giờ. Hay là kệ kệ đi, bởi vì bài này thực ra ấy, bài này nếu mà xét theo cái mẹo làm nhanh cũng rất là khá là dối, cũng khá là dối. Còn nếu mà nghĩ theo cái kiểu đơn giản là mình cứ giải bừa, mình cứ giải nghiệm ra đi, mình không cần quan tâm bộ trăm bài lẻ, mình sẽ giấu từ khoảng một, có khi cũng dễ hơn đấy các bạn. Nếu mà đúng theo trên hình ấy, thì fx bằng a, một thằng lẻ với cả một thằng lẻ, lẻ như lẻ là lẻ, đúng không? Không, câu này không khó, chẳng qua là thầy đang muốn cái cách nào để cho các bạn nó dễ, gọi là dùng cái gì nhỉ, nó dễ làm ấy. Chứ còn nếu mà làm kiểu cũng máy móc thì mình vẫn làm được, đúng không? Cái đoạn giải thì chắc chắn các bạn hiểu nhá. Bây giờ ok, cái đoạn A này bây giờ thầy sẽ xét dấu nhá, để cho nó chính xác này. Bởi vì bài này thì thấy cái đoạn bộ chắc độ lẻ này nó lúc sau nó hơi bất hợp lý một tí. Bây giờ nhá, mình cứ xét dấu thử đấy nhá. Là bây giờ thầy sẽ lấy một giá trị bất kỳ nằm giữa A với B. Và nằm giữa A với B ở đây cũng khó xét nhé, bởi vì là A với B hai thằng rất là sát nhau. Đây này. À, rất là sát nhau mà cũng không có mốc cụ thể để mình xét cả. Nó hơi hơi vô lý ở cái đoạn này tí. Để tiến xem lại cái giải thích chính xác cho các bạn. Bộ chắc lẻ nghiệm của em ấy. Em bị cần chỗ đạo hàm á. Đây đạo hàm đây. Đây đạo hàm nhá, em nhìn lại cái đoạn đạo hàm đây này. F bình phương của Fx đúng không? Bây em mang hay em đạo hàm đi. Thì đầu tiên em nhìn tưởng tượng ấy, nó là u bình. Đúng nhá ạ. Mà nếu em đạo hàm u bình ấy, thì sẽ bằng 2 lần u nhân u phẩy chưa? Thế u của em là cái gì? U của em là biểu thức này đúng không ạ? À u của em không phải là biểu thức này. À u. Đó. U của em ấy. Đúng không? Nếu mà thầy đặt là u bình ấy thì u của em nó chính là cái thằng f của fx. Có đúng không ạ? Đấy. Cho áp dụng đúng công thức này nhá, thì là 2 lần nhân với f của fx. Đúng chưa? À, hai lần u nhân với u phẩy là nhân với đạo hàm thêm một lần nữa. Đó, thấy chưa? Hai lần này u này nhân với u phẩy chưa? Đấy. Và khi em đạo hàm cái thằng này ấy, vì thằng này không phải lấy, cho nên mình nhân với đạo hàm của nó một lần nữa. Đấy. Tùng đã hiểu cái đoạn đạo hàm hay chưa Tùng? Hiểu chưa? Xác nhận lại đây đi. Alo, alo, 1, 2, 4. Ok. Thầy chỉ đang muốn giải thích cho các bạn là cái đoạn này là làm thế nào sẽ giống nhanh thôi. À, bài này nó không hay lắm nhỉ. Cho cực trị là ok. Nếu mà cho hỏi số cực trị là ổn áp nhất. Bơ thầy đang đợi tí nhé, thầy giải thích cho các bạn chính xác là xác định cái đoạn bộ chắc bộ lẻ như thế nào để cho hợp lý. F của Fx bằng 0 này thì nghiệm của phương trình này từ ban đầu là một thằng tiếp xúc mà lúc hai thằng này đi. Rồi. Thế còn
bậc a thì ok, ở bậc đây không có fx bằng a đâu, ok không sao. Tiếp theo đến f phẩy của fx bằng không khi và trừ khi là tôi có fx bằng không và fx bằng hai. Fx bằng hai thì cắt tại điểm là b, ok lấy. Điểm là a, ok lấy. Còn lần cận mỗi là tại sao thằng a, thằng a nếu mà như thế thì a mà đẩy với đẩy phải chắc liên quan thì dấu gì cho mình xét dấu bất kỳ nhá, bất kỳ, nhưng mà cái vấn đề b ở đây mình lại không xét cụ thể nó nhỉ. Thôi thực ra là vẫn ok. Nào, thế thì chiến thôi, không vấn đề gì cả. Bây giờ các bạn nhìn nhá, bây giờ thầy sẽ thử một cái thằng giữa a với b đi, đúng không? Từ 2 đến trừ a, đến từ 2 đến a thì ok rồi này. Bây giờ từ a đến b thì mình lấy là d đi chẳng hạn, g phẩy của d sẽ bằng 2 lần f của fd này. Đó. Nhân f phẩy của d nhân với nhưng mà từ từ nhá thầy, nó cũng hơi vẫn đang ức chế ở cái đoạn này một tí, bình tĩnh nhá nào. Bởi vì trong giải hai giáo viên kia giải, trong giải thì là giải theo cái là thầy đang chưa hiểu tại sao là cái thằng a cái trường hợp này lại là bộ trắng này, đang thấy hơi vô lý, các bạn đợi một tí. Fx bằng không là nghiệm bộ trắng. À ok, bây giờ thầy sẽ giải thích kỹ lại cho bạn đoạn này nhá. Rồi, các bạn bình tĩnh nghe cái đoạn này này. Thầy sẽ viết lại một lần nữa cái đoạn này. Đoạn này nghe kỹ nhé, bởi vì là nếu mà các em không nắm được cái đoạn kỹ thuật này mà các bạn xét theo kiểu bình thường thử như cái đoạn trừ một từng cái một ấy, nó rất là lâu. Đây các bạn ý tưởng là ok rồi nhá, bây giờ thầy viết gọn lại một lần nữa này cái đoạn để cho bạn xây dấu sao nó chuẩn này. Đầu tiên này mình đạo hàm thì vẫn là các bạn hiểu rồi đúng không? Giờ fx nhá. Thì chúng ta có là hai lần f đấy, của fx nhân với đạo hàm của chính cái thằng này là f phẩy của fx. Nhân với đạo hàm của thằng này bằng không. Rồi. Bây giờ sau khi chúng ta có cái thằng này rồi, chúng ta có tiếp như sau. Thằng đầu tiên này là f của x, là f của fx bằng không, đúng không? Thì từ đây chúng ta sẽ có hai nghiệm tương ứng. Đây các bạn nhìn nhé, đoạn này nghe kỹ đây này. Từ trên hình ấy, tôi có là fx bằng không khi nào? Fx bằng không khi x bằng không và x bằng trừ a, đúng không ạ? Và các bạn nhìn trên hình thôi, cái thằng fx bằng không ấy thì có hai nghiệm. Tại cái nghiệm x bằng không này là nghiệm bộ chặn. Ok không ạ? Lý do là trên hình nó tiếp xúc thì nghĩa là nghiệm bộ chặn. Đấy. Thì ở đây các bạn hiểu không? X bằng không là nghiệm chặn. Thì tương ứng ở đây fx bằng không cũng là nghiệm bộ chặn. Và khi mà cái thằng fx bằng không đã nghiệm bộ chặn ấy, thì khi đấy các em giải bất kể những cái gì liên quan đến thằng fx bằng không này, ok chưa, cũng tính là nghiệm bộ chặn. Nghĩa là x bằng không và x bằng a chúng ta đều tính là nghiệm bộ chặn hết. Đấy, các em đã hiểu cái đoạn này chưa, chú ý đoạn này nhé, đúng không? Từ thằng này là chặn thì hai này chặn hết. Tiếp theo x bằng a thì là lẻ đúng không, bởi vì cái đường trục x nó cắt đồ thị fx tại a thì là tiếp xúc rồi. Đấy, cho nên là fx bằng a là nghiệm bộ lẻ. Đấy, mà bộ lẻ thì đấy, khi mình lấy tương giao tương ứng, đây là cái đường y bằng a cắt này, cắt là tại x bằng c,
thì mình cũng lấy mình đi lại những bộ này. Đó, đầu tiên là các em hiểu cái đấy đã nhá. Bây giờ tiếp theo các bạn nhìn cái biểu thức đó là f phẩy của fx bằng không khi nào. Rồi thì các bạn nhìn thấy f phẩy fx bằng không khi mà x bằng 2 và x bằng 0. Và bản thân hai thằng này chúng ta là nó là nghiệm bộ không bộ chẵn hay bộ lẻ. Thì các bạn nhìn trên cái đồ thị fx ấy, là f phẩy x có hai cực trị là hai thằng này. Đang, các bạn phải hiểu về mặt ý nghĩa nhá. Cái thằng x bằng không ở trên là tương giao của fx với cả cái trục x thì nó là nghiệm bộ chẵn bởi vì nó tiếp xúc. Thế nhưng mà khi mà thì mình đang xét fx bằng không, đúng không ạ, thì cái nghiệm x bằng không này thì lại không được gọi là nghiệm bộ chẵn. Bởi vì sao? Bởi vì bản chất ý nghĩa của nó là gì? Nó là giá trị khiến thằng fx đảo dấu, đúng không cực trị ấy. Cả lớp hiểu ạ? Cho nên là hai thằng này chúng ta lại lấy nhé, hai thằng này nó lại tính nghiệm bộ lẻ. Các bạn hiểu ý thầy đó không ạ? Đấy, hai thằng này lại tính là lẻ nhé, bởi vì là bản thân là nó khiến hải đảo dấu, cho nên hải là bộ lẻ. Đấy, ý nghĩa của nó nhé, các bạn hiểu kỹ, lúc nào tuân theo ý nghĩa ban đầu. Vậy thì từ đấy tương đương nhé, đây là f phẩy x thì đây là x, đây là f phẩy của fx thì chúng ta cũng có tương ứng. Đấy, thì là fx bằng 2 và fx bằng 0 chưa? Nó cũng là nghiệm bộ lẻ. Ok chứ các bạn? Đấy, nghĩa là đến đây vẫn ok này, đến đây vẫn là ok này, là lẻ này. Đấy, các bạn ý không? Còn riêng cái thằng đầu tiên là fx bằng 0 là chẵn luôn từ đầu rồi, thì tất cả những cái thằng liên quan đến nó là chẵn hết. Đấy, ý nghĩa nó như vậy. Bây giờ đến đây chúng ta mới đi giải tiếp. Đó, đến đây chúng ta mới đi giải tiếp. Là fx bằng 2 thì sao? Là fx bằng 2 thì fx bằng 2 đâu ạ? Đây, fx bằng 2 đây. Đấy, cái đường này này. Thì nó sẽ cắt tại điểm đặc nghiệm là B đúng không? Thì ok, bởi vì là các bạn nhìn trên hình là rõ ràng mối quan hệ là cắt rồi. Đó, nhưng mà fx bằng 0 thì ở đây bản thân thầy đang làm nghiệm lẻ nha các bạn nhé, đang nghiệm bộ lẻ. Nhưng khi mình giải ra trên hình ấy, đó thì là fx của chúng ta nó tiếp xúc với cả cái đường trục x này tại điểm x bằng 0, cho nên thầy là nghiệm bộ chẵn. Đấy, còn nó cắt tại A thì A vẫn lấy là nghiệm bộ lẻ. Đấy, phân biệt rõ đoạn này nhé. Đấy, xong chưa? Thế là xong nghiệm thứ hai. Bây giờ đến nghiệm thứ ba là fx. Fx bằng 0 khi nào? Cái này dễ quá rồi. X bằng 0 và x bằng 2 đúng không? Là lẻ hết. Bây giờ mình mới gộp nha các bạn nha. Bây giờ mình mới gộp này. Thì các bạn hãy nhìn đánh dấu những cái... Các bạn nhìn đầu tiên là x bằng 0 trước. X bằng 0 thì một thằng là chẵn, đúng không? Thằng này là chẵn này. Đấy. Thằng này là chẵn này. Và thầy là lẻ đúng không? Thì cứ hiểu đơn giản là hai thằng bố chẵn nhân với nhau là chẵn, nhân với thằng lẻ thì là mũ lẻ. Vậy thằng này là nghiệm bộ lẻ, đảo dấu. Đúng chưa? X bằng 2 thì có một thằng nghiệm bộ lẻ thôi. Vậy thì qua x bằng 2 này, đảo dấu. Đó, x bằng A này, một nghiệm bộ chẵn này, một nghiệm bộ lẻ này. Ok các bạn, đều là x bằng A nhưng mà một thằng bộ chẵn và thằng bộ lẻ nhân với nhau là bộ lẻ. Vậy thì cho nên là qua x bằng A đảo dấu. Đấy. X bằng B thì sao? X bằng B có một nghiệm là lẻ thôi. Vậy qua x bằng B đảo dấu. Đấy, mình phải nắm được cái này thì mình làm đoạn sơ dấu cho nó nhanh. X bằng C thì sao? Có một nghiệm x bằng C thôi đúng không? Là bộ lẻ. Vậy thì qua này đảo dấu. Đó. Và từ đấy chúng ta đếm số cực trị nhá. À, đếm số cực đại đúng không? Đảo dấu từ dương sang âm 1, 2. Có 2 thôi các bạn. Vậy bài này là bằng C. Các lớp có hiểu ý thầy nó không ạ? Bài này nếu mà thầy nói rồi, nếu mà hỏi cực trị không ấy thì nó rất là dễ. Nhưng mà nếu mà hỏi cực đại thì mình phải làm thật kỹ, phân tích kỹ được đâu là bộ chẵn bộ lẻ để chúng ta nhân vào với nhau từng. Đấy, các bạn không? Đấy, nhân vào với nhau theo đúng đề bài từng để chúng ta xét bộ chẵn bộ lẻ thì từ đấy chúng ta mới xét dấu được. Đó. Nhá, đấy là cái chú ý của câu 41 này. Thực ra là nó không có gì phức tạp đâu, nhưng mà nó bị cái đoạn này thì muốn giải thích thật là kỹ để cho các bạn hiểu. Đó, thế thôi. Nhá. Ok, bây giờ chúng ta sang cái câu 42. 1 trừ 1 log 1 phần 7 của x bình lớn bằng log 7 của mx bình cộng 14x cộng m. Có
có nghiệm đúng với mọi giá trị x cộng r. Thì câu này không có gì kể, nhưng mà đầu tiên là chúng ta phải rút gọn lại, đúng không các bạn? À, sau câu này thì thực ra mình có thể thử đáp án được mà nhỉ, đúng không? Câu này mình có thể mò được đáp án mà các bạn. Câu này các bạn có tin là thì mò được đáp án không? Người ta hỏi mờ mà. Đáp án cho mừng mình thử đi. Đấy, cách đầu tiên dễ nhất nhá. Tôi thấy ngay là A với B là lấy M bằng 5. Tôi thử với M bằng 5. Thì cái phương trình này trở thành cái gì? Thằng này giữ nguyên đấy các bạn nhé. Thằng này có thể làm giúp gọn đi các bạn. 1 thì cái 1 phần 7 này bạn đưa về cơ số 7, đúng không ạ? Thì dấu trừ đưa ra ngoài là cộng. Đấy, thế thôi. Thì chúng ta sẽ có là 1 cộng với log 7 của x bình cộng 1. Đấy, các bạn thay vào số 5 ở bên này đi, thì là lớn hơn bằng log 7 của 5x bình này ở 5x bình cộng 4x cộng m ở cộng 5. Đấy, mà mình kiểm tra xem có thỏa mãn hay không, đúng chưa? Đó, thì bài này xin thưa với các bạn là có thỏa mãn nhá, bởi vì là làm giúp bọn nhá. 1 thì là log 7 của 7 đi cho nó dễ đi, đúng không? Log 7 của 7 đi. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có là để ý này, cơ số 7 này với cơ số 7 giống nhau nhá. Đây này, 1 thì là log 7 của 7 nha các bạn nhá. Cộng vào thì là nhân đấy các bạn. Đấy, nghĩa là ở đây chúng ta sẽ lấy là 7 nhân với thằng này các bạn. Là 7x bình cộng 7. Đúng chưa? Lớn nó bằng 5x bình cộng 4x cộng 5. Đấy, chuyển vế đi. Tôi có là 2x bình trừ đi 4x trừ 2 được bằng 0. Luôn đúng luôn, bởi vì rút ra là thức x bình trừ 2x đã được cộng 2. Đấy, thỏa mãn chưa? Đấy, vậy là m bằng 5 thỏa mãn. Thì tôi loại đi C, tôi loại đi để đi. Hai thầy khác nhau ở cái gì? À, một thằng lấy 0, một thằng không lấy 0, đúng không? Đấy, thì bình tử với m bằng 0 ở đấy. Đấy, thì bất phương trình giữ nguyên này. Đây để luôn bên này nhá, là log 7 bên trái này rõ luôn là log 7 của 7 nhân với x bình cộng 1. Lớn hơn bằng thay không ở đây thì chúng ta có luôn là còn mỗi log 7 của 4x. Đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta có là 7 lần x bình cộng 7 trừ đi 4x lớn bằng 0. Đấy, các bạn bấm xem nó thỏa mãn. Bên ngay. Giải phương trình bậc 2 nhá. 7x bình à, quên mất 7, số là 7 trừ 4 này, trừ 7. Kết quả là có hai nghiệm phân biệt. Có hai nghiệm phân biệt thì làm sao mà luôn đúng mấy mọi lớn luôn dương, đúng không? Luôn, các bạn nhớ là một phương trình bất một biểu thức bậc 2 luôn lớn bằng 0 với x cộng r thì delta phải nhỏ bằng 0. Nghĩa là vô nghiệm đấy các bạn. Mình bấm giải phương trình bậc 2 là có nghiệm là m bằng 0 bằng vô lý thôi. M bằng 0 mà sai không thỏa mãn. Không đúng với mẫu x cho r thì bài này chúng ta có đáp án 2 là chính xác. Thì với thầy đây là cái cách dễ nhất. Nếu mà các bạn nào học mức độ trung bình hạ không cần phải làm quá nhiều. Đấy, câu này các bạn hiểu cái cách làm nếu mà là mẹo chứ, nếu các em ok thì các bạn comment được 42A của mình chat. Nha, có thắc mắc thì thắc mắc đi. Còn thầy sẽ dẫn các bạn cách làm bản chất được luôn. Ok chưa? Có ai hỏi gì không ạ? Sao bây giờ thầy hướng dẫn cách làm bản chất tự luận nhé. Đâu rồi? Comment. Vương rồi, Tùng đâu rồi? Linh rồi, Thoại Tiên rồi? Đi xem về Nam Đá chứ à? Nào bây giờ làm bản chất câu này nhé. Bởi vì là cái giữa cái ranh giới bấm nước máy hay là đúng không? Cái ranh giới là mẹo hay không là mẹo nó rất là đơn giản, người ta chỉ sửa đề bài thôi, cho nên là mình lúc nào cũng phải hiểu bản chất bài nếu mà câu nâng cao là như thế nào. Đấy. Thì câu này nếu mà ok chồng vào máy tính nhá, à chấm gọi là thử đáp án, mình sẽ làm như sau này. Đầu tiên mình vẫn rút gọn như thế đúng không, để cho nó dễ đã, nhưng mà các bạn chú ý này, ngay từ cái đề bài ấy, các bạn phải thông minh ấy, bạn bình thường là làm logarit là bạn phải tìm điều kiện đúng không? Thì thằng này là luôn dương rồi, thì có một cái điều kiện này mình đang phân vân này, đó là gì? Đó là mx bình cộng 4x
cộng m phải lớn hơn bằng không, à lớn hơn không. Và các bạn có để ý không ạ? Khi mà để cái tập nghiệm bất phương trình này luôn đúng với mỗi tụ r thì cái điều kiện này cũng phải luôn đúng với mỗi tụ r đã. Đấy là cái keyword đầu tiên. Công nhận chưa? Đấy. Cái đi bơ thì sẽ xét hai trường hợp của cái điều kiện đã nhé, chưa nói ra giải bất phương trình. Thứ nhất là cái m bằng không. M bằng không thì anh này chúng ta sẽ có là gì ạ? 4x. Bạn thấy ngay nếu mà 4x lớn hơn 0 ấy, thì nghĩa là x lớn hơn 0. Khi đấy không luôn đúng với mỗi x tụ r trên trường m bằng 0 loại. M bằng 0 loại thì loại đáp án B và loại đáp án D. Có hiểu ý thầy nó không ạ? Tiếp theo chúng ta xét m khác 0. Và bây giờ các bạn cần đặt điều kiện cho là gì ạ? Nếu mà với m khác 0 thì chắc chắn cái bất cái thằng về bên trái là anh bậc 2 này. Thì các bạn cần phải đặt điều kiện để cái hàm bậc 2 này nó luôn dương với mỗi x tụ r. Thì nhớ cho thầy đã là hàm bậc 2 để luôn dương và luôn âm với mỗi tụ r thì delta phải nhỏ hơn không. Và cái hệ số a này này, khi mà delta nhỏ hơn không thì thằng bậc 2 của chúng ta cùng dấu với hệ số a. Đó. Mà tôi đang muốn biểu thức bậc 2 dương nghĩa là a cũng phải dương. Đó. Ok chưa? Đó. Thế từ đấy các bạn giải cái điều kiện này ra, cái này thì là nhanh nhé. Thì chúng ta có điều kiện là m lớn hơn 2. Đoạn này thì không có gì để nói cả vì chắc chắn các bạn phải làm được. Sau khi thầy giải xong điều kiện này rồi thì bắt đầu mới đến cái bước là gì ạ? Tôi đi giải bất phương trình, đúng không? Rồi, về bên trái làm lúc nãy rồi nhá, thì nó sẽ là giúp gọi là log 7 của 7 nhân với x bình cộng 1. Đúng không ạ? Nếu nó bằng log 7 của x bình cộng 4 x cộng m. Cái này tương tự không gì khó cả. Đấy, tóm lại bạn giúp gọn đi, bước cái log 7 đi. Chúng ta sẽ có là lấy 7 x bình trừ đi m x bình nhá, thì là 7 trừ m x bình ra. Đúng không ạ? Trừ 4x. Đó, trừ 4x. Và đây chúng ta sẽ có là cộng với 7 trừ đi m lớn hơn hoặc bằng 0. Và yêu cầu vẫn là luôn đúng với mỗi tụ r. Nó trừ vẫn là bài toán hàm bậc mấy? Hàm bậc 2 các bạn, có cái gì đâu. Đúng không? Nó vẫn là hàm bậc 2. Nhưng đến đây chúng ta vẫn phải chia hai trường hợp ra bởi vì chưa chắc chắn này là hàm bậc 2. Lại giống như cái điều kiện ở trên m bằng 7. M bằng 7 thay vào đây nhé. Thì chúng ta có là âm 4x lớn bằng 0. Làm sao mà đúng với mỗi tụ r được, đúng không? Loại luôn rất nhiều là chỗ r. Chứ còn m khác 7 thì sao? Ở đấy thì nó là bậc 2 thôi, thì lại điều kiện như lúc đấy, lại là delta, đúng không ạ? Cứ luôn dùng luôn với mỗi tụ r thì delta phải nhỏ hơn 0. Nhưng mà bất phương trình có dấu bằng, ở đây có dấu bằng nha. Và nhỏ à, lớn không rồi đúng không ạ? Thì cái hệ số này, hệ số a cũng phải cùng dấu biểu thức này, là 7 trừ 3 dấu dương. Và từ đấy các bạn giải ra thì chúng ta sẽ có điều kiện là m nó bằng 5 này thì làm tắt nhá. Thầy nghĩ là thầy nó hướng vào việc các bạn về các bạn phải làm nốt. Xong rồi đấy. Vậy kết hợp hai điều kiện này vào, đúng không? Thì bài này chúng ta làm gì? Câu này cũng hay, nói chung câu này xứng đáng là 8 cộng từ 8 đến 9 điểm. Nhưng mà nếu mà dùng máy tính chứ còn nếu mà thử m được như cách 1 thì thầy nghĩ là lại không hay nữa rồi. Các lớp hiểu hôm nay chưa? Nếu các bạn hiểu rồi các bạn comment thầy phần kiểm tra. Ok ạ. Ok ạ, thầy phần kiểm tra nào. Nhá. Rồi. Đấy, nó rất kỹ nhá, đi thi là không phải gọi là lúc nào cũng phải ready đấy. Nào, ok, chúng ta đến câu mi mắc số phức là câu 43 hay câu 45 đúng không? À, nói chung là đề này thì thầy đánh giá là cái mức độ từ câu 40 trở đi là khó hơn đề tốt nghiệp một tí. Đấy, khó một tí. Là 43 mới mắc số phức này. Câu này nếu mà bạn nào mà học cái xem hai cái video mình rất mi mắc số phức phần 1 phần 2 thầy khi bấm vào máy tính luôn. À, nhưng mà thôi nhá, khi chữa thì thầy luôn chữa cái cách làm hóa chất bởi vì là tất cả những bài mi mắc số phức này 95% là đưa về hình học hết. Đó. Thế mà các bạn hiểu bài này làm như sau. Thứ nhất, Z1, Z2 thì bạn hiểu là Z1 thầy gọi điểm biểu diễn nó là điểm M. Z2 thì điểm biểu diễn này của nó thì gọi là điểm N. Xong chưa? Thì bạn nhớ đây này, nếu mà thầy có điểm M cộng với một cái điểm này đúng không? Các bạn hiểu, bạn làm nhiều về số phức ấy thì bạn cũng không cần phải thay vào đâu. Các bạn không cần nhất thiết bạn phải thay vào đây rồi bạn đi tìm cái tập hợp điểm biểu diễn của thằng này là đừng chọn hay đứng thẳng đâu. Mà bạn làm nhiều bạn sẽ nhìn ra luôn. Nếu mà cái biểu thức số phức của chúng ta có dạng là gì ạ? Z cộng với một cái thằng A cộng BI mà bằng một hàng số thì chắc chắn
tập hợp điểm biểu diễn của biểu thức này nó là một đường tròn. Ok chưa? Về mặt bản chất bạn hiểu đây là điểm M, còn đây là một điểm gọi là điểm Y. Và bạn thấy ngay điểm M của chúng ta cách điểm Y một giá trị không thay đổi, đúng không? Một điểm M cách một tâm Y không thay đổi, nghĩa là nó quay xung quanh, là một đường tròn, bán kính chính là cái thằng này. Đấy, vậy thì mình không cần phải đặt bút, mình thử mình nhẩm ngay. À, mình có thằng này là đây này, đề bàn người ta là cho là một đường tròn. Bây giờ mình sẽ xác định tâm Y bằng cách như sau. Thì bạn hiểu như này rất là dễ nhá. M bạn đặt là x y đi. Thì nếu mà bạn thay vào biểu thức này ấy, thì có phải chúng ta sẽ gọi là x cộng 2 đúng không? X cộng 2 bản chất là x trừ. Ừ, x cộng 2 đi, phần thực đi. Đúng không ạ? Phần nào các bạn thay vào thì chúng ta sẽ có là y cộng với 3, tất cả nhân y chưa? À, và khi bạn mô đun lên đúng không? Khi bạn mô đun lên thì là x cộng 2 tất cả bình cộng với y cộng 3 tất cả bình, lấy phần thực bình và phần hảo bình thôi. Đấy, nghĩa là bằng 1 rồi căn bậc 2 đúng không ạ? Nhưng mà căn bậc 2 bình phương lên thì một bình vẫn là bằng 1. Đấy, đó là một đường tròn. Thì những cái bài như này bạn nên vẽ trục tọa độ ra, nên vẽ chính xác tọa độ nó trên hình dạng để làm nó dễ. Thực ra là nói là chính xác nó chỉ mặt tương đối được, không phải chính xác 100%. Đó. Thì tọa độ cái tâm y của chúng ta là trừ 2, trừ 3 đúng không các bạn? Đấy, học mặt cầu rồi, cái này tương đương trừ 2 này, trừ 3 này. À, bán kính bằng 1 nhé. Đây, từ trừ 3 này, đây là 1 này. Đây là âm 2 này. À, thằng này thì là âm 1 này. Đúng không? À, thì từ cái tâm này mình vẽ một cái đường tròn đây như thế này. Đó. Thì đấy là tập hợp điểm, tập hợp điểm của số Z1. Đó là thằng này. Đúng chưa? Thế còn cái thằng Z2 này như thế nào? Đó, Z2 như thế nào? Thì các bạn nhìn nhé. Tư duy này. Z2 là điểm N. Ok không ạ? Thằng này thì gọi là điểm A đi. Điểm A chắc chắn biết tọa độ. Hay là điểm N, hay là điểm B chưa? Đấy. Thì thấy ngay là gì? A, điểm N. Nghĩa là ở đây người ta cho, đang cho là tập hợp điểm biểu diễn của cái điểm N này, nó là một đoạn NA bằng NB. Đúng không ạ? Thì bạn nhớ cho thầy nhé, khi mà NA với NB luôn cách đều nhau thì N tới đường N là một đường trung đỉnh, trung trực. Vậy thì đầu tiên chúng ta xác định điểm A với điểm N như thế nào. Đó, thì dạy các bạn cái mẹo nhé, cái kỹ thuật làm nhanh, rất là nhanh luôn đấy. Thì các bạn chú ý là như sau. Đấy, thì nghe này, nghe này. Ờ, các bạn hãy nhìn vào cái tọa độ của nó như nào cho dễ được từ nhé. Đây, bạn lấy cái tọa độ đây này tương ứng này, nhưng mà bạn nhớ phải đảo dấu. Nghĩa là ở đây bạn nhìn vào phần thực phần nào của thằng, ở đây là âm một với cả một đúng không? Từ từ thì nhầm lại xem chỗ nào. Điểm A đúng rồi, thầy đây thầy thay vào diễn giải cho bạn dễ nhìn nhá. Điểm N mình gọi là tọa độ là cũng là x y đi. Đấy, mình thay vào thì cái thằng bên trái chúng ta sẽ có là căn bậc 2 của x trừ 1 bình đúng không, cộng với cả y cộng y bình. Đấy, bên phải thì chúng ta có là x trừ 2 tất cả bình. Đấy, y bình thôi. Thì bạn tư duy như này, tư duy một cách đơn giản như này. Nhìn vào đây chúng ta suy luận luôn tọa điểm A này. A là trừ 1, 1. Từ từ xem này. Ừ, cũng được. A là trừ 1, 1 nhé. Các bạn lấy cái này đảo dấu này, đúng không?
sau trừ trước à? À đúng rồi, sau trừ trước. NA đây là AN hay NA, AN hay NA như nhau. Thì A đây mình lấy tọa độ là 1 trừ 1 đi. 1 trừ 1 lấy bổ sung qua. À mà thôi bài này mình đi tìm điểm A điểm B không quan trọng, bởi vì là cái điểm mà đoạn được luận là điểm khác. Thế thì ở đây các bạn làm ngay dễ nhá. Ok, không cần đi tìm điểm A điểm B đâu. Ở đây mình hiểu là AB là một hai điểm cố định rồi, tổng hợp điểm N là một đường trung trực rồi, nhưng mà thực tế là mình sẽ tìm được luôn cái tập hợp điểm biểu diễn của điểm N này, à của cái thằng Z2 này, mình bình phương hàm về lên. Có bình phương hàm về lên. Thì các bạn nhầm nhá. Ở đây có x bình này, ở đây có x bình này, x bình mất luôn. Thế đây chúng ta chỉ có là trừ 2 hay là trừ 4 y. À chuyển về đi, âm 2 cộng à trừ 2 x. À trừ 4 x. Trừ 2 trừ 4 x chưa? Chuyển về thì là âm 2 cộng với cả 4 thì là còn 2. Nhầm này nhanh. Ở đây có y bình, ở đây y bình hết chưa? Hết. Bên này còn là 2y à, cộng với 2y luôn. Thằng số nhé, 1 cộng 1 này là 2 à, thằng này là cộng 4 đúng không? 2 trừ 4 là âm 2 bằng 0 à, nhẩm như thế như này. Vậy là x cộng y trừ 1 bằng 0 à. Bây giờ mình vẽ cái thằng này ra, vẽ được luôn các bạn. Đấy, vẽ được luôn. Thì mình lấy hai điểm bất kỳ đó. Thực ra là lấy cái đoạn lúc ấy thầy định nhẩm cho các bạn ấy là như thế này. Đây này là thầy nhẩm luôn điểm A tọa độ là 1 1 đây này, à, điểm A tọa độ là 1 trừ 1. Đấy, chắc chắn là đây các bạn sẽ lấy một gọi là điểm M đấy, điểm M tọa độ là 1 trừ 1 nhé, nó thuộc cái mặt phẳng này, nó thuộc đường này, 1 trừ 1 các bạn thay vào đi đúng không? À, 1 trừ 1 đấy cũng đúng nhỉ, x cộng y trừ 1 đúng rồi, không phải, thì nó phải là, thôi, mình lấy như này dễ đi. Mình lấy một điểm M nhé, mình lấy trước hoành độ đi. Đây là mình để mình vẽ trên hình cho nó chuẩn này các bạn. Lấy x bằng 0 nhé. Lấy y bằng 1. Đúng không? 0, 1 này. 0, 1 thì là đây. À đúng chưa? Điểm N nhé, mình lấy y bằng 0 đi. Thì x bằng 1. 1, 0, 0, 1. Quá đẹp luôn. Đấy. Thế tập hợp điểm biểu diễn của cái thằng Z2 ấy, nó là cái thằng này. Đấy, thế xong xét 1 xét 2 nhé các bạn nhé. Đấy, xong xét 1 xét 2 rồi. Bây giờ mình mới đi xử lý đến cái thằng là P, đúng không? P là cái gì? À, P là cái gì? Biểu thức này tìm giá trị nhỏ nhất à? Thế thì các bạn học nhìn thế này. Z1 trừ Z2 nghĩa là M trừ N chứ? Lấy trị tuyệt đối thì nó chính là độ dài MN rồi. Ok không ạ? Cộng với Z2. Đấy, Z2 thì tọa độ ở đây là cái gì đây? Xem nào, Z2 à? Thì ở đây tọa độ điểm này nhá, các bạn lấy hình như sau là dễ đi. Đảo dấu nó, gọi là điểm này là điểm điểm A nhá, điểm này điểm A đi. Đó, điểm A đi. Đảo dấu nhá, nhớ là lấy hệ số hoành là số phân tử phần ảo, đảo dấu là 2 và trừ 2. Đấy. Thì bạn hiểu là cái thằng trị tuyệt đối của Z2 trừ điểm này chính là độ dài AN. Đó, với điểm A là 2 trừ 2. Thế điểm A đâu ạ? Điểm A đây 2 trừ 2. 2 trừ 2. Nằm ở đây. Nó không nằm trên cái đường thẳng này đâu nhá các bạn nhá. Bạn kiểm tra ngay, các bạn thấy ngay nó không nằm trên ngay lập tức luôn. Đây là do mình vẽ nó chưa đừng gọi là chưa chuẩn 100% rồi, mình án hơi khó các bạn. Thầy sẽ kiểu đúng không, một này thì đây, hai phải nằm ở đây. Đấy. Đấy, đây là điểm A này các bạn này, thấy chưa? 2 trừ 2 nhá. Rồi, bạn thay vào, bạn kiểm tra ngay, nó không thuộc ngay. Vậy thì ở đây, cái biểu thức P chúng ta bản chất là MN cộng với cả NA, AN, NA như nhau. Đó. Xong chưa? Rồi, đấy nhá, bây giờ các ông nhìn này, bây giờ các ông phải biện luận là như thế này. M là gì? M là những điểm, M là cái đường tròn màu đen. Còn N là đường thẳng màu xanh. Có mỗi điểm A là cố định thôi. Bây giờ các ông phải biện luận như thế nào để tìm ra được một cái vị trí
ok không ạ? À? Sao cho làm sao cái độ dài là cái độ dài là MN cộng với AN là min. Đấy, thì đây mới là cái bài khó. Bài này khó hơn cả những cái bài kiểu là bình thường. Vì bài bình thường nó chỉ là một nghĩa là những cái phần khác nó cố định. Thì bài này cả hai thằng cái biểu thức này đều là không cố định, bởi vì là MN đều đang di chuyển và điểm, còn cái thằng AN ở đây thì có điểm N di chuyển. Đó là cái dạng bài khó. Đấy. Thì bài này hoàn toàn là dùng hình học nhé các bạn nhé. Đấy, hoàn toàn dùng hình học nhé. Các bạn bình tĩnh này, mình sẽ phân tích vấn đề như sau. Đó, phân tích vấn đề như sau. Bây giờ thầy sẽ lấy điểm A. Lấy điểm A là tọa độ trừ 2 với 2 này. Thầy lấy đối xứng qua cái đường thẳng D. Đó, qua đường D là đường xanh này. Lấy đối xứng thì ở đây đầu tiên là thầy kẻ phương vuông góc đúng không các bạn? Đó, kẻ đường vuông góc nhé. Sao cho mà cái điểm B này của chúng ta ấy, cái đường AB này này, nó vuông góc. Ok chưa? Và cái đường ở đây đi qua trung điểm. Mà thầy dạy các bạn cái mẹo dễ nhất đi. Đấy, đó là gì ạ? Khi các bạn làm những cái bài như mắc xuống phức ấy, để làm nhanh, để tìm những cái điểm tọa độ đặc biệt này, các bạn lấy vẽ, các bạn vẽ chính xác nha. Thì cái điểm B này các bạn muốn tìm, bạn rất là dễ, bạn gióng tất cả, bạn chia thẳng xuống vào trục ấy. Có hiểu ý gì đó không ạ? Đấy, thì bạn đo được luôn. Cái này thì dạy các bạn cái mẹo ấy nhá. Ví dụ thằng này là 2 thì bạn đo luôn thằng này hoành độ là bệnh bằng 3 này. Đó, thằng này tốc độ của A là trừ 2, bạn đo được luôn tốc độ B là trừ 1 này. Đấy, thì mình có luôn là như thế này. Đó, chúng ta lấy một điểm B. Đó, đối xứng với A qua cái đường ở D. Vì tất cả mọi thứ nó đều tọa độ hóa hết rồi, mình có biết hết rồi. Cho nên là cái việc bình thường nếu mà các bạn đi làm, các bạn phải viết phương trình đường thẳng rồi rất là lòng ngoằng. Nhưng mà khi mà các bạn đi thi làm trắc nghiệm, bạn lấy bạn đo thầy luôn. Đấy, mình suy ra luôn điểm B trên hình có tọa độ là 3,1. Đấy là cái mẹo làm rất là nhanh. Nhưng mà bơ tại sao thầy lại lấy điểm B? Đấy, thì bơ các bạn chú ý cái đoạn này nhé. Đoạn này thầy sẽ vẽ xóa bớt những cái nét đấy đi. Mình bởi vì tọa độ mình thời gian biết hết rồi mà. Đấy, cho nó dễ nhìn các bạn. Đây, mình chỉ quan tâm điểm A thì B là đây là giữa A này, đây là B này. Đó, tô lại nó dễ nhìn. Đó, rồi thì khi mà thầy có AB như thế này ấy, thơ mình sẽ lấy sơ mình thầy sẽ biện luận như sau này. M là một điểm bất kỳ nằm trên đường màu đen này. Bây giờ làm thế nào để cho MN cộng với AN là min? Thế bây giờ các bạn nhìn này, đây nhá, giả sử N của chúng ta là một điểm bất kỳ đi, nó nằm ở đây đi. Đấy, ok chưa? M giả sử nằm ở đây đi. NA với NB. Rồi, như thế này nhá, các bạn nghe này, các bạn cũng phải nhớ cái kinh nghiệm đây này. Thứ nhất, khi mà các bạn tìm cái min max của MN ấy, mà M là tập hợp biểu diễn của nó là một đường tròn ấy, thì trong đầu mình tư duy như này nhé các bạn nhé, mình tư duy như này các bạn, đoạn này các bạn nghe, các bạn lắng nghe này. À, nhưng mà N thì chưa cố định nhỉ? Ô thôi, thế bây giờ mình cứ nối từ N đến tâm Y đi. Đấy, cái có thể mà chú ý các bạn ấy là M là tập hợp biểu diễn của một đường tròn mà điểm N là một điểm nằm bên ngoài. Vậy thì khi mình biện luận min max ấy thì chắc chắn là từ điểm N chúng ta nối đến tâm Y, lúc nào đấy, lúc nào nối đến tâm. Đó. Nhưng mà chính xác là ở đây N thì đang chấm bất kỳ nhá, bởi vì N mình không biết nó ở đâu. Ở đây là điểm N mình chưa cố định. À, nhưng mà thầy cứ nối nó vào đã. Đó. Thì khi đây nó sẽ cắt đường tròn tại hai điểm. Đó. Đây là M1. Đây là M2 này. Đây là điểm N này. Rồi, thì các bạn nhìn nhá. Rõ ràng với cái điểm N bất kỳ thầy vừa lấy. Đó, rõ ràng với điểm N bất kỳ thầy vừa lấy. Thì để cho cái P min ý, thì bạn nhìn vị trí M1. Đúng không? Từ N nối đến M1 sẽ là bé nhất. Còn từ N nối đến M2 sẽ là lớn nhất. Đó, bài này mình đã cần bé nhất mà các bạn. Vậy thì ở đây tự động luôn chúng ta chuyển hóa nó luôn thành M1. M1 nữa là N. Đấy. Ok chưa? Đấy. Rồi. Tiếp theo, cái thằng AN ấy,
thì khi mà thầy đã lấy đối xứng từ A, ok chưa? Qua cái đường D lấy có điểm B ấy, thì các bạn có nhìn công nhận với thầy là NA với cả NB nó giống nhau không ạ? Đúng chưa? NA với NB nó giống nhau chưa? Đấy, NA với NB nó giống nhau. Rồi, ok. Tiếp theo nhá, tiếp theo này. Vậy thì thầy có thể thay NA bằng NB. Đó, thầy. Nhưng mà cái hình này là hình thầy đang vẽ tổng quát đây này. Còn thực ra vị trí chính xác để cho cái tổng này min ấy, nó là vị trí đang về sau. Các bạn để ý như này, A của chúng ta là điểm cố định nhé. Đúng không? A là điểm cố định. Và khi được, và cái đường thẳng D này cũng là cố định đúng không ạ? Đường D này rõ ràng từ đề bài là mình tìm cố định này. Chỉ biết rằng có một điểm N nó không biết ở đâu trên D đâu. A cố định, D cố định thì điểm B của tôi là cố định. Nghĩa là cái đường AB là không bao giờ thay đổi. Đấy, ok chưa? Đường AB không bao giờ thay đổi. Rồi. Thế bây giờ các bạn hiểu rằng thầy sẽ làm như sau, đợi tí nhá. Cái hình này vẽ nó hơi khó nhỉ. Sẽ có một cái trường hợp xảy ra là như này. Đó là thầy nối IB vào. Là thầy vẽ như này nó hơi khó nhìn, nó hơi sát một tí. Đây ok, không sao, mình phải chấp nhận nhìn như này các bạn nhé. Đây này, đây tôi nhìn này, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, thầy sẽ vẽ lại cái đoạn này. Và mình để nét to quá nhìn nó hơi bị rối. Đợi tí nhé, thầy chấm một nét rất là nhỏ rồi. Đây là A này, B này. Đấy, ok. Đấy, mọi thứ nó rất là đẹp rồi. Rồi các bạn nhìn nhá. Thì cái vị trí mà khiến thỏa mãn của bài này của chúng ta là vị trí này. Đó là khi mà ba cái điểm này thẳng hàng, đó là I, B, N. À, đây là N tổng quát nhé. À, còn N chính xác ấy, đây là nó nằm ở đây này các bạn này. À, N nằm ở đây thì mới là min. Thầy sẽ giải thích tại sao, tôi mình phải chứng minh được cái điều này. À, thì khi đấy M1 ở đây, cái đoạn M, cái điểm M nó không phải nằm đây mà M đây, M, M1 phẩy này mới là min này. Vậy tại sao thầy sẽ nói giải thích cho các bạn? Đó là chúng ta luôn có một cái rất là hay ấy. Ở đây là chúng ta có rửa là gì ạ? MN đúng không? Thì chúng ta có là M1N cộng với cả MN à. Ở đây dễ nhất các bạn nhìn như thầy vào cái tam giác sau, đó là tam giác MN này. Đây, M1 nhìn vào tam giác màu vàng. Đây thì chứng minh các bạn nhé, dùng bất đường thức ba cạnh của tam giác ấy. Đó, các bạn có như sau. Thứ nhất, chúng ta cái đoạn ban đầu, cái đoạn tổng quát ấy, đấy, cái đoạn tổng quát ấy, đó là chúng ta đang có là NM1 đúng không ạ? NM1 cộng với NB đúng không? Là cái biểu thức P tổng quát. Đó, là P tổng quát của chúng ta đúng không? Hai thầy bằng nhau thì giải thích rồi. Đó. Rồi với các bạn nhìn nhá. Ở đây nếu mà thầy cộng thêm R, R chính là IM1 đấy các bạn. Đấy. Thì bạn để ý là chúng ta có cái gì? Thì cộng vào chính là độ dài I gì đấy? IN chưa? Độ dài IN. Rõ ràng. Đấy. Ok không các bạn? Rồi. Độ dài IN sẽ phải MB từ nhất thầy đang cái đoạn này mà nếu mà cộng R mà hơi rối, em từ nhất thầy nói lại cái đoạn này
đầu tiên MN để nguyên nhá. Ok này, AN thì sẽ bằng NB, bởi vì là B tôi lấy đối xứng, chắc chắn là thằng NAB là tam giác cân. Rồi, thì bạn nhìn đúng không ạ? MN cộng NB ấy, bản chất nó là đang là cái hình này, nghĩa nó chưa thẳng hàng đúng không các bạn? Đúng không? Tổng quát là nó chưa thẳng hàng. Nhưng nếu mà điểm N ấy nó nằm ở vị trí sao cho ba cái điểm này thẳng hàng với nhau ấy các bạn, đúng chưa? Đấy, như này các bạn sẽ hiểu ngay đúng không ạ? Thì khi đấy chắc chắn rằng hai cái cạnh này là MN cộng với NB ấy, luôn lớn hơn bất đồng thức ba cạnh một tam giác đó, lớn hơn hoặc bằng cái cạnh còn lại như là cạnh MB. Các bạn công nhận với thầy điều này chưa ạ? Đấy. Và điều này xảy ra khi và chỉ khi đúng không ạ? MNB thẳng hàng. Đấy, MNB thẳng hàng này, cái đường thầy đang vẽ cho các bạn này. M này, N này. Đấy, MNB là ba cái đường một tìm chưa? Bạn nhìn chưa? Đấy. Thẳng hàng. Ok. Đến đây chúng ta tương đương. Thẳng hàng thì sao ạ? Mình tính được luôn, nếu mà nó thẳng hàng ấy, mà điểm N nằm ở đây ấy, thì chúng ta tính được luôn cái thằng MN, bởi vì người ta hỏi gì ạ? Tính giá trị nhỏ nhất mà. Đó, mình đang đi tìm min của P. Thì MB bé nhất khi nào? Đấy, MB bé nhất khi mà thẳng hàng. Thẳng hàng rồi thì chúng ta tính MB thôi đúng không là xong. Thì MB tôi tính rất là dễ, nó sẽ bằng IB. Đấy, trừ đi R. Chính xác IB trừ đi IM1 này. IB này này. Trừ đi IM1 này sẽ ra thằng MR chúng ta. Mà IM1 bằng R. Xong rồi đấy, Y cố định. Y đâu ạ? Y cố định đây này. Tạo độ là trừ 2 trừ 3. B cố định, đúng không? R cố định R1. Đấy, chúng ta tính IB thì bằng căn 29 nhé. Xong. Đấy, vậy kết quả bài là căn 29 trừ đi 1 là bằng C. Xong bài. Các bạn có hiểu cái đoạn thầy giải thích tam giác MNB không ạ? Đó, chú ý thầy đoạn này nhé. Đó, nếu các bạn hiểu được cái đoạn này thì các bạn comment thầy phần chat. Ok ạ. Nhắc lại đây này. Đúng không? Tổng quát là ba điểm này đó chưa thẳng hàng. Đúng không? Thì nó sẽ tạo thành như thế này. Đó. Ok chưa? Đó, nhưng đúng không? Vì N nó cố định, N nó chạy lung tung thì có trường hợp xảy ra là gì? Ba điểm này thẳng hàng. Nghĩa là điểm N nằm trên đây chưa? Đó, thì khi đấy là MN cộng NB sẽ lớn hơn bằng MB. Thế đó, đã xong bài. Câu 4 thì dễ này, câu 4 thì nó nhanh. Một ô tô chuyển động, câu này dễ hơn mấy câu trước nhỉ? Chúng ta có là vận tốc V1 đi được 7 giây, người ta phát thì chúng ta vẫn phân gấp đây. Tóm lại như này, chuyển động nhanh dần đều này, là đi như thế này các bạn này. Nhanh dần đều mà. Đến đây gặp, bắt đầu phanh gấp và dừng hẳn. Dừng hẳn. Chưa? Rồi, thì đây mình gọi là quãng đường V1. Đoạn này A bằng chữ 36 nhá. Rồi. Nhanh dần đều à, bắt đầu chuyển động. Bắt đầu chuyển động thì V nó bắt đầu là 0. Dừng hẳn thì V cũng là 0. Rồi ok, bài này chúng ta làm như sau nhá. Rất đơn giản thôi các bạn nhìn này. Đầu tiên chúng ta có là đi được 7 giây các bạn ạ. Đấy, đi được 7 giây nghĩa là cái quãng đường đi từ mốc là mốc 0 này, này đến cái gặp chứng vật là gọi là A đi. Thì cái đoạn OA này chúng ta có là bằng 7 giây. Thời gian đi là 7 giây. Đây chúng ta sẽ tính, người ta hỏi gì? Quãng đường này. Thế mình tính được luôn quãng đường đi trong 7 giây đầu rồi đúng không các bạn? Đó, thì gọi là quá trình S1. Đây là quá trình S2 nhá. Thì S1 tôi tính luôn này. Nhớ nhá, đạo hàm của quãng đường thì bằng vận tốc. Thì muốn tìm quãng đường các bạn lấy nguyên hàm của vận tốc. Ok chưa? Đó, thì ra quãng đường. Vậy đây là lúc bắt đầu thì thời gian luôn là 0. Đấy, và 7 giây nghĩa là 7. Các bạn thay cái V1 vào đây, nghĩa là 10T cộng 2. Tính được bằng máy tính sau nhé. Xong quãng đường thứ nhất. Bây giờ đến quãng đường thứ hai thì ta bảo gì ạ? Đến tại thời điểm này, ok chưa? Người ta bắt đầu là gia tốc là trừ 36, giảm dần cho khi về 0. Đấy, thế thì các bạn hiểu được như thế nào? Thế bây giờ dễ nhất là các bạn làm như sau, bây giờ mình phải tìm cái V2 đúng không? Để chúng ta lấy tiếp tục là tích phân từ 0
đến lúc kết thúc. Đấy, nghĩa là bởi vì quan điểm đơn giản là mình tách rõ ra quãng đường S1 chúng ta có V1, quãng đường S2 chúng ta có V2. À, bơm mình tìm V2 là xong. Thưa các bạn hiểu như này, mình sẽ nguyên hàm cái biểu thức này nhé, là nó sẽ là T bình chia cho 2 là 5 T bình cộng với 2 lần T, đúng chưa nhỉ? 10 nguyên hàm VT, ừ đúng rồi, cộng với C này. Đó, cộng với C. À không không, mình làm này hơi ngốc các bạn. Mình làm này dễ hơn. Đây. Ta đang có đạo hàm là chúng ta đang có đạo hàm của quãng đường bằng vận tốc đúng không ạ? Mà đạo hàm của vận tốc thì bằng giãn tốc. Vậy thì muốn tìm vận tốc V2 ấy, biểu thức của vận tốc V2 bằng bao nhiêu ấy, chúng ta lấy cái giãn tốc này. Chúng ta nguyên hàm đi. Đúng không? Đó, nguyên hàm của V phẩy chính là bằng V. Đó, nghĩa là 3 âm 36. Ừ, âm 36. Vậy thì chúng ta sẽ có là âm 36T cộng với C. Đúng chưa? Rồi, ok nhá. Bây giờ các bạn hãy nhìn vào cái mốc thời gian, cái mốc mà nó chuyển đổi trạng thái. Chúng ta sẽ tính được vận tốc chung của hai cái quá trình. Các bạn hiểu không? Bởi vì là cái V1 ấy là cái kết thúc của quá trình thứ nhất, thì lại là khởi đầu của quá trình thứ hai. Đúng không? Cho nên thầy sẽ tính cái thời gian V1. Đấy, V17. Thì bạn ở đây có T rồi, à có V rồi, các bạn thay bằng 7 vào đây thì là 72 đúng không ạ? 72 mét trên giây. Đó. Thì bây giờ các bạn sẽ mang cái mốc bắt đầu các bạn giảm dặn, các bạn giảm vận tốc xuống nhá. Thì các bạn sẽ lắp vào cái quá trình V2. Nghĩa là ở đây mình thay cái giá trị 72 vào đây mình sẽ tìm được C tương ứng. Đấy. Ở đây chính xác là đấy, ok chưa? Rồi, như này trong dãy V27 nhá, thay vào thì là âm 36 nhân 7 này. Đúng không ạ? Cộng C thì bằng 72. À, thì tóm lại các bạn tìm được C từ bao nhiêu đấy ạ? À, 72, bấm tính đi. 72 cộng với cả 36 nhân 7 đúng không? 324 rồi. Đúng không? C bằng 324. À, xong nhá. À, đây là mốc thời gian là 0 này, T bằng 0 này. À, T bằng 7 này. Còn đây là đến lúc mà V bằng 0 ấy, V2 bằng 0 thì T bằng bao nhiêu tôi chưa biết. Đó. Chưa? Xong. Thế bây giờ rất là dễ nhé. Bây giờ các bạn nhìn này, bây giờ các bạn nhìn quãng đường S2 ấy, bây giờ quay trở về bài toán tìm quãng đường đi. Thì cái biểu thức V2 tôi biết rồi. Đúng không? V2 thì tôi điền luôn vào đây. Đây chính là V2 này. Và C tôi vừa tìm là 324. Tôi tự tin điền cái quá trình ở đây sẽ là âm 36 lần T cộng 324. Vậy cái tôi thiếu để tôi tính quãng đường ấy, đó là thời gian. Đúng không? Chính là cận đấy các bạn. Thì đây nối tiếp bắt đầu là 7 giây đúng không? Giây thứ 7. Bây giờ đến lúc dừng lại thì bạn tư duy như này. Lúc dừng lại thì rõ ràng vận tốc bằng 0. Đấy, vậy các bạn cho V2 bằng 0 đi. Đó. Thì thay vào, mình có hết rồi mà. Mình có V2 đây này. Âm 36T và C cũng tìm là 324. Thế bạn có tìm được thời gian từng đúng không ạ? Chúng ta sẽ là âm 324 chia cho âm 36. Đó. Thì kết quả là bằng 9 các bạn nhé. Xong rồi. Mốc thời gian là khi mà cái vận tốc bằng 0 thì T bằng 9. Vậy thì tính tích phân quãng đường thứ 2 chính là T mà. Tính từ T thứ 7 đến T thì 9 đúng không? Đó. Các bạn tính ra bao nhiêu, các bạn lấy hai cái thằng này cộng vào với nhau. 67. Ok chưa? À, các bạn tự bấm nhá, cái này phải bấm hộ các bạn này. Thì bấm cái kết quả sẽ là 321 là C. Cả lớp ok câu này chưa? Thầy cho ta đi từ câu 45 nhé. Đó, thì câu 45 này chúng ta nhìn này, là một câu nhìn rất là phức tạp và lằng ngoằng đúng không ạ? Nhưng mà ở đây hầu hết nó đều có một cái phương pháp biến đổi cụ thể nào đấy. Bây giờ mình phải nhìn xem là bài này chúng ta biến đổi như thế nào. Có thể là nó là dạng bài nguyên hàm tích phân hai vế, có thể là biến đổi đưa về đạo hàm. Đó, đúng không? Thì đấy là một trong hai cái hướng chúng ta nghĩ gọi là dễ nhất. Thì với những cái bài mà
nó xuất hiện ấy, cái kiểu keyword là kiểu phải phẩy như này này, thì chắc chắn là thường các em hay nghĩ đến phương pháp là chúng ta thu gọn về bên trái, cả về bên phải, làm thế nào nó đưa về một cái biểu thức dưới dạng bạo hàm đó. Nếu mà chúng ta làm được cái điều này thì chúng ta sẽ thành công. Nhưng mà cái việc biến đổi nó có dễ hay không thì nó phải hoàn toàn vào cái việc là các bạn cảm nhận cái vấn đề đó, đúng không? Nó sẽ không có phương pháp nào cụ thể cả. Thì bạn này, các em hãy để ý cái keyword ấy, đó là hai cái thằng này, cái thằng ép phẩy bình và cái thằng này đó. Nó đang có một cái gì đấy liên hệ với nhau, đúng chưa? Bởi vì nếu ấy mà mình cứ tưởng tượng là nếu mà thầy đạo hàm ấy, đúng không, thầy đạo hàm cái thằng này này, thì nó sẽ dường như nó sẽ xuất hiện cái thằng này, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà đấy là mình cảm nhận như thế. Nhưng ở đây chúng ta làm như thế nào, bởi vì hiện tại đang rất là khó. Cái okay, bài này chúng ta xử lý một cách như sau. Thầy chia về chỗ x à, thì đây sẽ là gì ạ? Nó sẽ là 1 trên x này nhân với cả f phẩy của x, ok chưa, à, bình phương cộng với, thì cái biểu thức ở đây thì nhân vào nhá, nhân vào đi cho nó đẹp. Ở đây chúng ta sẽ có là f x nhân với f 2 phẩy của x. Đấy, đúng chưa? Rồi, trừ đi. Thì các bạn nhớ là thằng này đang làm, đúng không? Đây thì nhân thằng này vào rồi. Bây giờ thì nhân thằng này vào nhá. Thì thầy chia cho x ấy, thì ở đây sẽ là trừ 1 trên x bình, đúng không các em? Đấy, ở đây sẽ là nhân với cả f x, nhân với cả f phẩy của x. À, tôi chỉ hay về chỗ x thì bên này hết, nó chỉ còn mỗi thế này mà thôi. Đến đây thì chúng ta làm tiếp như nào? Tại vì sao mình chia được cho x? Ở đây rõ ràng điều kiện là x lớn hơn 1, nghĩa là luôn dương và mình chưa thoải mái. Thì các em chú ý này, hãy nhìn bằng mặt cảm giác nhé. Bây giờ cái vế bên trái của chúng ta nó có cái gì? Nó có cái gì? Nào thì 1 trên x hình như là thằng này đạo hàm ra thằng này. Các bạn có công nhận với thầy thằng này không? Đấy, thằng này đã làm ra thằng này. Vậy bây giờ cái vế này chúng ta làm như thế nào? Thì bây giờ các bạn nghe nhá. Bài này thực tế, bài này là bài khó đấy, rất là khó, bởi vì bình thường ấy, các bạn đạo hàm ở dưới dạng tích ấy, thì bạn chỉ đạo hàm là u nhân v thôi, đúng không ạ? Đó, thì bằng đạo hàm thằng đằng trước nhân với đạo hàm thằng đằng sau. Thế nhưng mà bài này chúng ta sẽ làm theo cái kiểu đạo hàm có 3 biểu thức nhân với nhau. Vậy thì cái cách xử lý nếu mà có 3 biểu thức, nếu tôi đạo hàm ấy thì làm như thế nào? Thì ở đây có cách duy nhất là ta gộp hai anh vào làm một. Các lớp hiểu ý thầy nó ạ. A nhân B gộp là A lớn. Vậy thì đạo hàm đằng trước là đạo hàm của A lớn nhân với C, cộng với đạo hàm đằng sau nhân với A lớn. Đó, thì bài này mình sẽ tư duy kiểu là như vậy. Bây giờ mình gộp như thế nào đây? Đúng không? Có 3 biểu thức ở bên mình gộp như thế nào để mình xử lý nó? Để các em nhìn cái đoạn này nhá. Các bạn hãy nhìn một cách trực quan nhất này. Đấy, như thế nói là thằng này, thằng 1 chữ x đạo hàm sẽ ra trừ 1 chữ x bình. Đúng chưa? Đó, bây giờ mình sẽ nhóm cái biểu thức ấy, đó là mà thầy đạo hàm ấy, thầy sẽ lấy đó là cái thằng 1 chữ x nhân với fx và nhân với f phẩy của x sẽ mang toàn bộ thành thế này. Lý do rất đơn giản thôi. Các em nhìn thấy là chúng ta có 1 trên x này, chúng ta có fx này, đúng không ạ? Và chúng ta có đạo hàm của fx, đúng không? F2 phẩy là đạo hàm của fx mà. Đấy, nghĩa là mỗi, nghĩa là gì ạ? Nghĩa là tất cả những cái thằng màu xanh này của chúng ta nó đều có đạo hàm của bản thân nó. Nó đều có đạo hàm của bản thân nó. Vậy thì nghĩ ngay đến cái việc là cái hàm chúng ta, cái biểu thức cho đạo hàm là chúng ta dùng thằng này. Và như thầy đã nói là muốn xử lý của ba thằng, chúng ta sẽ gộp, ví dụ thầy gộp hai này vào trước nhá. Bây giờ mình đạo hàm thằng màu xanh này trước này. Đấy, ok chưa? Đấy, đạo hàm thằng đằng trước nhân với thằng đằng sau. Đấy, cộng với đạo hàm thằng đằng sau thì đạo hàm của f phẩy là f 2 phẩy nhân với thằng đằng trước. Đấy, các bạn có nhìn thấy không ạ? Có nhìn thấy cái điều chưa? Thầy nhân với thằng màu xanh đằng trước chính là fx nhân với x ấy. Đó. Vâng, mình đạo hàm thằng này là xong. Đạo hàm thằng này là xong. Ok, ở đây chúng ta có chắc chắn thầy chỉ đi chứng minh lại cho các bạn hiểu không? Đưa đạo hàm thằng này đúng không?
thì thằng này làm tương tự này, đạo hàm đằng trước này là 1 trên x bình, nghiêm mấy đằng sau cộng với đạo hàm thằng đằng sau nhân với thằng đằng trước và tất cả nhân với f của x. Xong đấy, nhân tung ra nó chính là cái vế, chính là cái vế mà đề bài ra luôn, đề bài người ta cho đấy các bạn, về bên trái đấy. Đấy, bạn nhân vào đi, nhân này vào đi, thì có phải ra chúng ta sẽ ra f phẩy x tất cả bình không, trừ 1 trên x bình nhân với f x nhân với f phẩy. Phải ghi như này là làm lại một lần nữa nhé, để cho các bạn nhìn cách tổng quan trực quan các bạn hiểu điều này đúng, chính là về bên trái chúng ta này. Bạn nhìn xem có phải hai này giống hệt nhau không? Xong rồi. Vậy thì toàn bộ cái x bên trái của chúng ta đã thu gọn, nó chỉ còn là cái thằng này thôi. Chỉ còn là cái thằng này thôi. Bài toán kết thúc. Đó. Vậy thì ở đây chúng ta đạo hàm luôn là ngay. À không phải đạo hàm nữa mà chúng ta có luôn là anh này ấy bằng cái thằng về bên trái, mà về bên trái nó bằng 2x cộng 1 các bạn ạ. Không chưa? Vậy thì muốn xử lý bài này tôi nguyên gì? Nguyên hàm. Đúng không? Tôi nguyên hàm phát là xong. Nguyên hàm hai về nhá. Bài này chính xác là bài này phải nguyên hàm. Ừ, đúng không? Nguyên hàm hai về xóa đi tìm C. Ờ đúng không? Bài này nguyên hàm hai về xóa đi tìm C chắc không phải nó khác cả. Nguyên hàm trước nhá, nguyên hàm và bộ cái cụm này này. Để đặt là A đi, A lớn đi cho nó dễ. Nguyên hàm và A lớn. Đúng không? Mà A lớn có dấu phẩy này, thì nguyên hàm xong mất dấu phẩy đi, chúng ta chỉ còn là gì? Còn là 1 trên x nhân với fx nhân với f phẩy của x. Đúng không ạ? Và ở đây chúng ta là cộng với C. Và nó sẽ bằng cái gì đây? Thì bạn hiểu là bên này chúng ta sẽ đi nguyên hàm của thằng 2x cộng 1 nhá. À, đây này, thành nguyên hàm của thằng này thì nó bằng cái thằng này. Và thành nguyên hàm của 2x cộng 1 ấy, thì chúng ta sẽ có là 2x bình trên 2 thì là x bình cộng với cả x cộng với C. Đó, thì hai vế có C thì các bạn vứt luôn có C đi, bởi vì là bản chất C là những hàng số mà. Thì hàng số cộng hàng số bằng một hàng số luôn. Ở đây ví dụ thầy nói như này nhé, đây là C1, đây là C2 này. Thì bạn chuyển vế đi, C1 trừ C2 thì nó còn là C luôn. Hiểu ý không ạ? Hàng số thì tôi gọi luôn là hàng số C cho nó gọn. Đó. Vậy thì chúng ta có anh này, chúng ta giải quyết bài này như thế nào đây? Thì các bạn nhìn tiếp nhá. Bài này người ta bắt tính F2 và cho F của 1 bằng F phẩy của 1 và bằng 2. Vậy thì bài này chúng ta thử cái vế bên này đó, là thành mình thay x bằng 1 vào đây. Thì có phải 1 trên 1 là 1 không? Nhân với F của 1 nhân với F phẩy của 1 không các bạn? Thì bên này sẽ là 1 cộng 1 là 2 cộng với C. Và cái thằng này nó bằng 2. Thế thì ở đây chúng ta tính luôn nhé. Đấy, F của 1 bằng 2, 2 x 2 là 4. Ơ từ từ, hơi vô lý nhỉ. À không, sorry, nhầm. Cái 2 cộng C không phải bằng 2, mà đây này 2 thay là 2, chúng ta nhân vào là 2 x 2 là 4. 2 cộng C. Vậy thì tôi có kết luận là C ở đây sẽ bằng 2. À, xong rồi. Bây giờ tính giá trị F của 2 thì là này hơi khoai một tí nhé. Đấy, bây giờ vấn đề là mình biết C, nhưng mà bây giờ là fx tính như thế nào, bởi vì là biểu thức này chưa cho chúng ta, nó lại không phải fx các bạn ạ, nó là cái thằng này. Thế nó mới đau khổ. Thì mình cứ làm bình tĩnh. Bây giờ nhé, các bạn làm như này. Đầu tiên, thầy lấy vế bên này để chia cho 1 trên x. Đúng không ạ? Thì thầy có là fx nhân với f phẩy nó sẽ bằng x mũ 3 cộng với x bình C bằng 2 nhá, 2 chia cho 1 trên x là 2x. Đấy. Thế bây giờ nếu thầy tích phân hai vế đi, được không nhỉ? Tích phân hai vế được đấy. À đâu, từ từ. Chưa được vào đây, từ từ bình tĩnh nhá. Mình lại phải dùng cái bộ não gọi là siêu phàm chúng ta một chút. À, bình tĩnh. Ở đây chúng ta mới có là f phẩy, à fx nhân với f phẩy nhỉ? Nó phải bảo f mới hóa găm. Bây giờ cái mối liên hệ ở đây là cái gì?
Sao nào? Nguyên hàm thì thằng này là ra ép bình. Đúng rồi, nguyên hàm của Epic. Ok, bây giờ các bạn tư duy đẳng cấp như này nhá. Thầy sẽ nguyên hàm hay vế. Ở đây là tôi lấy luôn tích phân từ 1 đến 2 đi. Tại sao lại là 1? Bởi vì 1 người ta cho rồi các bạn ạ. Còn tại sao là 2? Bởi vì nó hỏi F2. Đó. Thế bây giờ thầy lấy luôn cận là từ 1 đến 2 đấy nhá. Đấy, thì thằng này các bạn có lấy tích phân từ 1 đến 2 này. Đấy, thì cái vế bên này thì bên phải sẽ có bấm máy tính đúng không? Thì bấm hộ các bạn luôn. Tích phân từ 1 đến 2 của x mũ 3 cộng với cả x bình cộng 2 kết quả là bằng 97/2 à? Lẻ thế nhở? Rồi không sao kệ nó đi. 97/2 nhá. Bơ kem, cái quan trọng là các bạn chỉ cần quan tâm biểu thức màu vàng này. Đoạn này thì làm các bạn magic luôn, ma thuật luôn. Em nhìn cái vế cái đoạn bên này thì thôi nhá, thì xóa đi nhá. Cái đoạn biến đổi bên này này, cái này chắc là các bạn ghi được chưa nhỉ? Có tí nữa cho bạn ghi. Đây thì ghi tạm ở trên nhá, đây là các bạn nhìn này. Hãy để ý cho thầy nhá. Tích phân của Epic với cả F phẩy thì đặt U là bằng Epic. Thế có phải DU đúng không? Sẽ bằng F phẩy đấy chưa? Vậy thì cái biểu thức của đề bài chúng ta ấy, đây này, nó sẽ là tích phân từ 1 đến 2 của U, DU. Đúng không? U, DU. Đấy, tích phân U, DU thì bằng gì? Thì bằng U bình trên mấy? Trên 2, cận là từ 1 đến 2. Rõ ràng, nó giống như kiểu tích phân của X đấy. Thế thì bây giờ mình thay U vào thôi. U chính là gì? Là Fx. F bình của X trên 2, cận từ 1 đến 2. Để thay cận 2 vào nhé, thì là F bình của 2 này. À, về bên trái sẽ là F bình của 2 trên 2 trừ đi F bình của 1 trên 2 bằng 97/2. Thế thì xin thưa các bạn là chúng ta có tìm được F bình của 2 không ạ? Đúng không? Lấy 97/2 cộng với thằng này, mà thằng này là F bình là F của 1 là bằng 2, bình phương nên là 4. Đúng không? Thằng này là 4 đây các bạn này. À, thế thì 97/2 cộng 4, 97/2 cộng 4. Nhân 2 ra 105 các bạn ạ. Vậy thì căn 2 đi. Là căn 105 mà lại không ra đáp án nhỉ. Mình tính sai là nào đi ạ? Cái đoạn mà nguyên hàm của x mũ 3 cộng x bình cộng 2 x dx em tính là 109/12. Cái 9/12 thì bấm cái gì thì bấm lại là tích phân từ 1 đến 2 nhá. Của x mũ 3 có khi là thì bấm nhầm thật, x mũ 3 cộng x bình cộng 2x. Đúng không? Lỗi thì bấm chắc là kiểu chữ x 1/9/2. Đó. Thế mình tính lại này, 1/9/2 cộng 4. À đâu, 4 chia cho 2 nhỉ? 4 chia cho 2 là còn 2 thôi, vậy là cộng với 2 và nhân 2. Mức cộng 133/6 à? Hợp lý rồi đấy. 133/6. Em căn bậc 2 đi là xong, là tính được F2 chưa? Thì kết quả của này chúng ta sẽ có đáp án D. Được luôn. Các bạn hiểu câu này chưa? Đó, thì đây là một cái câu nói chung là nó cũng khá là to đấy các bạn, khá là khó đấy. Nếu mà các bạn không biết cái kỹ thuật mà chúng ta gọi là gì đấy, đạo hàm ba cái tích thật nhân với nhau. Bây giờ nếu các bạn hiểu câu này rồi thì các bạn comment như này, số 1 phần kính chat để mình chuyển sang câu tiếp theo. Mình nhỉ? Ok, đọc qua một chút nhá. Rồi câu 46 này, cho đường thẳng D và 3 điểm ABC tìm điểm M thuộc cái anh này. Nói chung là những cái bài này thực ra là có nó một cái form thôi. Thành nghĩ là năm nay thi nó không phải câu này đâu. Bởi vì thực ra là những cái biểu thức, những cái bài kiểu như này là những cái bài nếu mà đi thi nó sẽ dưới mức độ là 8 cộng thôi. Bởi vì cái bài này là tâm tỉ cực ở nhìn phát là chúng ta biết rồi. Đó, chúng ta biết luôn rồi. Đúng không ạ? Thì ở đây nhá, thì nó qua cho các bạn một chút. ML thuộc đường thẳng D, sao cho cái anh này là giá trị nhỏ nhất. Không không không, sai nhá. Nó phải là độ dài của cái vector ấy. Mà sau khi em lấy tổng ba cái vector này, không bao giờ nó không bao giờ là độ dài của vector MA cộng với MB cộng MC nhá. Đây là hoàn toàn sai lầm đấy, nhớ thầy điều này. No never luôn. Đấy, không được làm điều này đâu nhá. Bơ thầy sẽ nói cho bạn cái tâm tỉ cự này. Thực ra cái này làm nếu mà gọi là để làm mẹo nó rất là đơn giản thôi. Nhưng thầy sẽ nói bản chất trước rồi mình làm mẹo sau. Đó. Bây giờ các bạn nhìn này, thứ nhất là ba cái vector MA cộng MB cộng MC ấy, thì với bài này thì luôn luôn gọi một cái điểm thay thế là điểm Y.
Và các bạn viết cái đẳng thức giống nguyên như đề bài là IA cộng với cả IB cộng với IC. A lần IC. Đúng chưa? Và đặt cái biểu thức này bằng vector 0. Và các bạn nhớ là có một cái công thức tính cực kỳ hay như sau. Đấy. Vì những cái điểm ABC đã biết nhé, thầy sẽ ghi cái tọa độ ở đây là A cộng B cộng C tương ứng. Hệ số đi kèm. Đấy, thay hệ số là 1 này, 1 này, 2 này. Thì đem đi là 1, 1, 2. Đúng chưa? Ở dưới lấy đúng 3 cái hệ số này cộng vào với nhau. Đó. Tại sao thầy lại ghi công thức này? Đây là cái công thức giúp em tìm nhanh tọa độ điểm mi. Đó. Ok, như bản chất ý là khi mà các bạn làm đến đoạn này là bạn sẽ có cái tâm mi này là tọa độ là ABC. Sau đó bạn lắp vào đẳng thức vector, bạn giải hệ 3 phương trình bằng. Đấy, nhưng mà làm thế thì nó hơi lâu, thì mình dùng công thức này nó nhanh hơn. Bản chất là công thức là từ cái việc là mình giải hệ 3 phương trình bằng mà thôi. Rồi ở đây chúng ta sẽ tìm nhanh tâm mi như sau, rất là dễ nhé. Bây giờ em thì muốn tìm hoành độ điểm mi ấy, thì em thay hoành độ điểm A, điểm B, điểm C ở đây. Hoành thì thay hoành, tung thay tung, cao thay cao. Đấy, các bạn thay vào nó xem. Hoành độ trước nhá, 0 này, 4 này, 0 này. Đấy, 0 nhân với cả 1 đúng không? Đây này, 0 nhân với 1 này này là 0 nhá. Đấy, 1 nhân với 4 là 4 này. Đây là 4 nhá. Đấy, thay này là 0 đúng không? 0 nhân 2 là 0. Vậy là 4, chia cho 4 là 1. Đấy, nó hiểu ý thầy đó không ạ? Muốn tìm hoành độ y thay vào công thức. Bây giờ tung độ nhá, thay vào tương ứng này. Đấy, các bạn thay vào đây. Thì đây sẽ là gì? 1 đúng không? Đây này. 1 nhân A là 1. Đấy. 3 nhân với 1 là 3. Đấy. Trừ 2 nhân với 2 là âm 4. Đúng chưa? Thì thằng này khỏi phải tính, đã bằng 0 rồi, trên tử là bằng 0. À, cao độ thay vào nhé. 1 nhân 1 là 1 này. Trừ 1, trừ đi nhân với 1 là âm 1. Đấy, 2 nhân 2 là 4. Đấy, chia cho ở dưới mẫu. Vậy thì chúng ta có là bằng 1 chưa? Đấy, vậy thì chính xác tọa độ tâm bi chúng ta nhẩm nhanh sẽ là 1, 0 với cả 1. Đấy, các bạn đã hiểu cái đoạn thầy dùng tâm tỉ cự ở đây chưa? Rồi, sau khi thầy làm cái bước này xong ấy, thì bài toán trở nên vô cùng đơn giản như sau này, các bạn nhìn đây này. Đó là gì ạ? M là một điểm bất kỳ nằm trên đường thẳng D. Đúng không? Rồi, ok. Bây giờ cái mẹo nhé, mẹo các bạn làm trắc nghiệm ấy. Đó là nếu mà người ta cho một đẳng thức MA cộng với MB cộng với cả 2 lần MC, thì thằng này min hay max nó sẽ quy về phụ thuộc vào, vì là độ dài nhé các bạn nhé, quy về độ dài của đoạn MI luôn. Nếu mà các bạn làm trắc nghiệm, bạn cứ nhớ như thế. Đó là dùng tâm tỉ cự, là chúng ta sẽ quy về độ dài MI. Thì biểu thức này min khi nào? Khi mà MI min. Ok chưa? Y là điểm cố định rồi, còn M là điểm nằm trên đường thẳng D. Cái ba điểm ABC ấy, ba cái điểm ABC mục đích là gì? Là mục đích là để chúng ta tìm được cái điểm Y cố định này thôi. À, một điểm ý đặc biệt thỏa mãn cái đẳng thức này. À, ok chưa? M nó chạy long quăng đây này các bạn này. M chạy long quăng đây chưa? Thì em chứng minh rất là dễ thôi. Em lấy một điểm M bất kỳ. Và một cái điểm M đặc biệt đó là có phương vuông góc. Nhớ nhá, cứ min thì lúc nào có phương vuông góc. Vậy thì để biểu thức này min ý, thì MI phải min. Và MI min khi và trước khi MI có phương vuông góc. Đấy. Đúng không ạ? Rõ ràng trong cái tam giác này ở đây thì gọi là M1 đi. Đúng không ạ? Đây là M2 đi. Đấy, với điểm M1 là điểm bất kỳ, còn M2 là điểm đặc biệt là có phương vuông góc, thì IM2 luôn nhỏ hơn hoặc bằng IM1. IM1 là chính là cái gì? Chính là cái biểu thức P của chúng ta ấy, sau khi bạn rút gọn. Vậy thì min khi mà M cái đường IM có phương vuông góc. Vậy bây giờ tìm giá trị nhỏ nhất chính là tìm cái đoạn này à? Dễ quá, bài này chúng ta tìm ngay. Vậy thì bé nhất khi nào? Khi và chỉ khi nó trùng với cả đoạn IM2 và vuông góc. Và có phương vuông góc thì nó chính là khoảng cách từ điểm Y đến đường thẳng D. Và toàn kết thúc. Ở đây các bạn dùng công thức khoảng cách từ một điểm một đường thẳng nhé. Cái này nhiều bạn không biết là tí thì sẽ cho các bạn công thức. Đó. Ok chưa? Đấy. Thì bây giờ cái quan trọng là đấy là các bạn gọi là mình làm trắc nghiệm thôi. Đó là cứ có một biểu thức chứa M. Đấy, một biểu thức vector hỏi min hoặc max nhá. Thì bạn tìm đầu tiên tìm tâm tỉ cự này. À, và cái biết luận cái việc ở biểu thức này nó min hay max nó phụ thuộc vào cái thằng đi quy về từ M quy về Y. Thế nhiều bạn sẽ không hiểu và các bạn sẽ bảo thử em chưa hiểu lắm, thì chứng minh cho em xem là tại sao mà cái đoạn này này từ đề bài nó quy được về MI. Đó, thì các bạn nghe một lần các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Ở đây thì dùng vector thôi.
từ đề bài nhé, đây này, từ đề bài thầy làm xuất hiện điểm y bằng cách thầy thả điểm y vào giữa. Vậy thì biểu thức P của thầy nó sẽ trở thành là MI cộng với IA, MI cộng với IB đó, 2 lần MI cộng với 2 lần IC đúng không? Mà bạn có công nhận là tổng 3 cái thằng này lúc đấy, lúc đầu chúng ta gọi ấy, chúng ta tìm điểm y là đã thỏa mãn là 3 cái thằng màu xanh cộng với nhau bằng 0 chưa? Vậy thì thực tế nó chỉ còn là gì đấy? Là 4 lần MI vậy thôi. 4 lần vector MI bởi vì 3 này cộng nhau nhau bằng vector 0 thôi. Đấy, mà trị tuyệt đối là độ dài MI luôn. Đấy, các bạn đã hiểu cái mẹo làm trắc nghiệm thì mình không cần phải đi tách cái đoạn này làm gì mất thời gian. Đấy là cái em thầy đang muốn nói với các bạn. Còn chính xác ở đây là hệ số nhá. Bởi vì người ta hỏi giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu mà. Thì hệ số ấy, các bạn nhớ này, cái thằng MI này sau khi chúng ta gọn ấy thì chúng ta sẽ lấy hệ số ở đây này. Đấy, 1 cộng 1 cộng 2. Thì chính xác đây là 4 lần MI. À, 4 lần MI. Bơ đi tính nhá. Đây gọi ghi tại cái công thức này bạn. Là cái công thức khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. Từ một điểm đến một đoạn thẳng. Là một đường thẳng khoảng cách giữa hai điểm chéo nhau rồi khoảng cách giữa hai mặt phẳng các bạn nên ghi lại. Đó. Tất cả các loại khoảng cách giữa đường điểm với mặt. Đó, thì các bạn sẽ nó sẽ rõ ràng. Nó sẽ rõ ràng. Đây. Đấy. Các bạn nhìn thấy cái công thức này chưa? Khoảng cách từ A đến delta nhé. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ lấy AM, vector AM. A là gì? A là điểm cần tính khoảng cách. Còn M thì bất kỳ nằm trên đường thẳng kia. Lấy tích có hướng, sau đó trị tuyệt đối. Ok, tích có hướng với vector chỉ phương. Đấy, ở dưới là chia cho độ dài vector chỉ phương thì ra khoảng cách từ một điểm A bất kỳ đến một đường thẳng bất kỳ. Đó. Vậy thì áp dụng với bài này. Thì bài này các bạn nhìn nhá. Cái đường thẳng D ấy, bài này của chúng ta đấy đường D này. À, lấy luôn một điểm bất kỳ thì gọi là điểm A đi. Đúng không? Đấy, lấy điểm A đi, điểm A đây tôi ghi ở đây, điểm A ở đây chính là này, đảo dấu đây này. Thì sẽ là 1 trừ 2 và 0. Thì mình sẽ có đúng không? Từ I mà. Đã đến một điểm A bất kỳ là IA, vector IA. Nhân có hướng với cả vector chỉ phương của đường D. Đấy, UD thì là dưới mẫu luôn nha các bạn nhé. Thì là trừ 1, 1 với cả 2. Ok chưa? Đó, ở đây chúng ta sẽ chia cho cái độ dài vector chỉ phương. À, bơm thầy đi tính hơn cho các bạn luôn này. Tính bằng tay thôi, không cần bấm máy tính. Bấm máy tính là cái chuyện xưa rồi Diễm ơi, đúng không các bạn? Xưa rồi Diễm ạ. À. Rồi, ở đây chúng ta tính nhá. Ở vector IA này, điểm I ở trên là bao nhiêu đây? Là 001 à? Ở 0101. Đấy, mình lấy A trừ đi. Thì 1 trừ 1 là 0 này. 0 trừ đi trừ 2 thì là 2 này. 0 trừ đi 1 là âm 1. Đúng nhỉ, 1 trừ 1 hết nhá. Trừ 2, trừ đi 0 thì là âm 2. Đó, ý thì nhầm rồi. Ok, đúng rồi. À, bây giờ mình ở trên là có hướng đúng không? Đó, thì mình bấm máy tính thôi. À, cái này là ủng hộ của các bạn luôn. Đấy này. À, chúng ta sẽ cho các bạn đưa lại này. 1, 2 đúng không các bạn? 1, 8 đi nhỉ? 1, 5. Cứ nhập xong máy 5, 7, 10. Làm vector đầu tiên nhé. Là 0, trừ 2, là âm 1. Đó. Tôi tạo vector tiếp theo, vector B. Là chỉ phương của đường thẳng D. Trừ 1. Cả hai. Đó. Bơ mình nhân vô à, nhân có hướng các bạn ạ. Thì mình tính toán vector này. Vector A nhân với vector B. Đúng chưa? Quên mất. Chỉ lối trước. Đấy. Đấy. Thì là 3,7 nhá, 3,7 kệ nó nhá. Bây giờ mình chia cho độ dài đúng không? Của vector B. Nhập lại vector B là xong. 1,52.
1,52 thì kết quả chúng ta nhớ đáp án B là để tính cho các bạn luôn. 4 căn 21 chia 3. Không. 6 phải bao nhiêu? Mình làm sai là nào đấy? À quên mất là mình đang nhân 4 thôi nhỉ? Đúng không? Cái kết quả kia của mình phải là nhân 4. Đúng không? 1,52 nhân 4 nhá. Đấy, chuẩn chưa? Đấy, ok chưa các bạn? Hoặc chưa chính xác lắm, bởi vì là ở đây thầy đang lấy bạn lấy không làm, mình không lấy chính xác giá trị mình vừa tính. Ở đây mình làm tròn lên thì nó sẽ có ra không chuẩn. Đấy, nhưng mà đáp án thứ nhất mình chọn luôn cho các em nhá. Đó thì là đáp án B. Đúng không? Bởi vì là cái độ dài ở đây mình mới tính là MI. Đấy, cái nhìn đây là độ dài nó mới là MI thôi, mình phải nhân với 4 thì mới ra cái ba cái tay yêu cầu. Đó, thì đấy là thầy giải thích rất là kỹ là cả cái việc các bạn làm bản chất cái tâm tỉ cỡ tách như nào. Hoặc là nếu mà mình làm nhanh ấy thì mình chỉ làm về bên trái thôi. Đấy, còn làm mà bản tuần chỉ là bên phải. Thực ra là cái việc làm tự luận thì cũng khá là đơn giản, nó không quá lâu. Nhưng mà các bạn nên hiểu bản chất để những cái bài nó biến đổi một chút thì chúng ta vẫn có thể xoay sở được. Bơ nếu các em hiểu chưa? Các bạn hiểu rồi thì các bạn comment để phần kiểm tra. Để phần kiểm tra. Ok. Xong nhá. Đấy. Rồi câu 47, số ngâm tự của phương trình này. Câu này quen nhỉ, thầy tưởng thầy chữa rồi ấy nhỉ. Câu này có cái gì nữa nhỉ? Rồi. Bây giờ số nghiệm của phương trình này, câu này quá dễ. Câu này thầy nghĩ là năm nay mà cho mức độ 9 cộng là hơi điêu. Câu này cùng lắm là kiểu 9 điểm tròn thôi. Câu 45 là hợp lý. Câu này các bạn nhớ nhá, ở đây là mình xét ngay cái thằng fx nó bằng 2 khi nào, đúng không? Luôn luôn là nhớ thời điểm này. 2 ở đây đúng không các bạn? À, mình lấy luôn một đường nằm ngang. Rồi, ok. 1 2 và 3. Thì ở đây chúng ta dòng xuống đấy, thì ở đây sẽ là một điểm A nhá. Nhớ này, nó nằm trong cái vùng này. Các bạn hãy để cái vùng này tí mới làm cho nhanh. Chú ý ở đây đoạn này. Đó. 2 là 1 này. Này là lớn hơn 4 đúng không? Gọi là B đi. Thì thứ nhất ở đây chúng ta sẽ có tương ứng là trị tuyệt đối của chúng ta x mũ 3 trừ đi 3x. Đấy, nó sẽ bằng A. Đấy, hoặc nó đang bằng 1 hoặc nó bằng B. Thì cái trừ bằng A loại luôn. Tại vì sao? Vì trị đối xong âm được. Đúng không các bạn? Loại luôn. Đấy, thì riêng em bằng 1 thì nhá, chúng ta tách ra sẽ là x mũ 3 trừ 3x bằng 1. Và x mũ 3 trừ x bằng âm 1. Đúng không ạ? Rồi ở đây tương ứng chúng ta sẽ có hai trường hợp, đó là gì? X mũ 3 trừ x bằng b và anh này bằng trừ gì? Trừ b. Cái này thật với các bạn quá dễ, bởi vì sao? Bấm máy tính nữa sao? Đúng không? Với trường hợp mà 1 với cả 1 này mình bấm luôn, khỏi cần phải đi vẽ. Thực ra là đấy nghĩa là vẽ bằng hình thiên, nhưng mà thầy dạy các bạn cái mẹo là cực kỳ nhanh, nó đỡ phải đi vẽ bằng hình thiên. Mốt chìm nhá, dài 3.913 này, bạn nhật nhá, 1 này, 0 này, trừ 3 đúng không ạ? 1 chuyển sang là âm 1 này. Thì là có mấy nghiệm đấy ạ? 3 nghiệm nhá. À, 3 nghiệm. Đó. Tiếp theo chúng ta thằng này là bằng âm 1 chuyển sang thì là 1 nhá. 1 2 3 cũng 3 nghiệm. Bây giờ khó chịu nhất là cái thằng B, mình không biết xử lý như nào với B, mình không biết. Để dạy bạn mẹ cực kỳ mình luôn. B nằm giữa khoảng từ 4 đến 5 gì? Bạn lấy một số bất kỳ đi là 4,5. Bởi vì sao ạ? Nếu mà đã nằm trong khoảng 4-5 thì bạn lấy một thằng bất kỳ thôi, nó luôn luôn ra đáp án đúng. Không biết là thỏa mãn điều kiện nằm giữa khoảng 4-5. À, đây là cái mẹo làm cực kỳ nhanh nhá. Bây giờ bạn lấy 4,5 thôi thì chuyển về là âm 4,5 đúng không? 1. Đấy, 1 nghiệm nhá. À, đây là 3 nghiệm này. Thì trường hợp này chúng ta có là 1 nghiệm này. Rồi, ở dưới là trừ B thì đảo dấu nữa. 4,5. Một nghiệm chưa? À, xong đó. 3 cộng 3 cộng với 2 là 8. Vậy thì bài này mình cho đó có đáp gì? C. À, câu này dễ dàng là xong. Các bạn ok câu này chưa? Nếu các em hiểu câu này thì các bạn comment là ok ở chat.
này dễ rồi đúng không? Rồi. Ok, bây giờ thầy trò chúng ta đến câu 48. Đó, câu này thì nhìn có vẻ khó khó này, đọc qua một chút nhá. Là mấy cái câu này thường là nó sẽ cái kiểu này là một là với cái bài về gọi là cái gì nhỉ? Cái biểu thức phức tạp này thường là có hai cách, một là đối biến, hai là mình dùng hàm đặc trưng. Đấy, bây giờ đúng không? Có mỗi hai hướng thôi. Thì vào này các bạn nhìn cái keyword là gì ạ? Thì rõ ràng là hai cái thằng này này nó là hai phe. Nó sẽ là hai phe, đúng không? Bài này hàm đặc trưng quá dễ để làm luôn. Thì đầu tiên nhá, nhìn cái keyword này này là x cộng 1 tất cả bình. Thằng này chúng ta cũng phải làm sự x cộng 1 tất cả bình. Hay là x trừ m đúng không? Nó có x trừ m rồi. Đấy. Thì cái thằng x trừ m đã giống nhau rồi thì bên này chúng ta phải làm sự x cộng 1 tất cả bình. Đầu tiên nhá, thầy sẽ để thằng này nguyên là x cộng 1 tất cả bình này. Chuẩn chỉnh luôn này. Xong. Trong thằng này làm sự thằng lập tức dễ quá đúng không ạ? Bởi vì x bình cộng 2 x cộng 3 tôi bớt là 1 thôi. Cộng 12 thì là x cộng 1 tất cả bình chưa? Cộng 2 chưa? Đó. Bài toán kết thúc luôn làm gì nữa? Đang nhắc những cái câu như này kiểu như đi thi thật nó không dễ đến mức đấy đâu, nghĩa là dối lắm. Đấy có thể cảm nhận thế, nó vẫn phải khó một tí. Các em ý này, cái cơ số đây đang là 3, ở đây đang là 3, mà ở đây là 9 là vô lý đúng không ạ? Vậy 9 các bạn phải tách ngay là bằng 3 nhân 3 mũ 2. Đưa sang về bên này thì cái dấu trừ này đảo dấu thành cộng nhá. Đây sẽ là 3 mũ 2 nhân x trừ m. Đấy. Log của 3 lần. Tôi rút 2 ra ngoài nhá. À không, tôi để nguyên. Đó, rồi đến đây xong rồi, bạn nhìn thấy hàm đặc trưng rồi đấy. Đây không nhìn đây này. Ở đây là u này. Các bạn có công nhận không? Bên trái x cộng 1 bình ở đâu? Thì bên này 2 nhân x trừ m nó sẽ ở đấy. Vậy thì xét ngay hàm đặc trưng, tất cả những cái vị trí mà nó gọi là thay cho nhau tương ứng thì bạn đặt đổi thành bình t. Hàm đặc trưng sẽ là 3 mẫu t nhân log 3 của t cộng 2. Để xét ngay cái hàm đặc trưng là ft. Công nhận chưa? Ở cái đây phương trình là phương trình sang. Đoạn này thì tách biệt ra nhá. Và nhớ là hàm đặc trưng ấy thì chắc chắn là 99,99% nó sẽ đồng biến luôn, đồng biến hoặc luôn nghịch biến thì mới làm được. Đấy, cho nên là cái việc các bạn đi làm trắc nghiệm các bạn chứng minh cho đồng biến nghịch biến thì cái này các bạn có thể được phép bỏ qua. Đấy là thầy dùng được phép bỏ qua, không đúng tuyệt đối với mọi bài. Nhưng mà nếu mà bạn không làm được biết bước sau thì bạn cứ mặc định nó đồng biến hoặc nghịch biến đi. Đó. Thường là cho hàm đặc trưng nó sẽ chắc chắn là nó sẽ xảy ra được cái đấy. Còn ở đây thì vẫn chứng minh cho các em, mình đạo hàm nhé, đúng không ạ? Thì là u nhân v đúng không? Đó, thì bạn phải cái này các bạn phải tự làm chứ thầy sẽ không đi lại hoàn từng cái, nó rất mất thời gian. Đa bằng đầu tiên này là ba mũ t là chỉnh nó nhân với cả len của a đúng không? Nhân với thằng đằng sau. Đó. Cộng với đạo hàm thằng đằng sau cái đạo hàm log a đó thì nó sẽ bằng 3 mũ t chia cho t cộng 2 nhân len 3. Và t mình đặt là cái gì? Thì rõ ràng em thấy ngay là t là dương chưa? Thằng này dương này. Mình xét luôn điều kiện t dương đi, bởi vì là bản chất những cái biểu thức của chúng ta mình thay sắp thay nó sẽ là dương đúng không? Tất cả những cái thằng này là dương hết rồi. Để điều kiện với là điều kiện t dương. T dương thì chắc chắn thằng này dương, bởi vì sao? Một số dương cộng 2 lớn hơn 1, loga cơ số lớn hơn 1 của thằng lớn hơn 1 thì nó sẽ dương, dương hết. Vậy thì anh f' này dương nghĩa là đồng biến. Đồng biến thì chắc chắn rằng từ phương trình sao chúng ta sẽ có dạng như sau. Bản chất thằng sao sẽ là f của x cộng 1 tất cả bình. Đúng không ạ? Sẽ bằng f của 2 lần trị của x trừ m. Đó. Và vì cái hàm ft đồng biến cho nên chúng ta mới tương đương nghiệm duy nhất. Tương đương cái phương trình này. Đấy, phải đồng biến nhá. Ft đồng biến thì chúng ta mới có là x cộng 1 tất cả bình. Bằng 2 lần trị của x trừ m. Đấy. Bây giờ mới khó này, đoạn này cũng không phải là dễ đâu nhé các bạn nhé. Đấy, bài này hoặc là tổng các phần tử của M để cho anh này có ba nghiệm phân biệt. Thì đến đây là một bài cũng khá là khoai nếu các bạn có biết làm. À, bây giờ mình làm đơn giản nhất thôi, cách gọi là tổng quan cấp 1 thôi. Trị thực đối tôi chia mấy trường hợp? Hai trường hợp. Đúng không ạ? Đấy. Thì ở đây thứ nhất là gì?
đây ghi rút gọn nhất này dễ rồi đấy, các bạn chia hai trường hợp ra, một thằng là thằng là x trừ m hoặc là một thằng còn lại là m trừ x ấy, thì tóm lại chúng ta sẽ có là cô lập m ấy. Cái này thì rõ ràng các bạn phải tự làm nhé, chứ còn thầy sẽ không đi giải thích nhiều cái đoạn này nữa đâu, bởi vì nó quá dễ rồi. Đó. Thì xin thưa với các ngài là cái này chúng ta dùng bảng cái gì, bảng cái thiên thôi đúng không ạ, dùng bảng cái thiên thôi đó. Thì thực ra là các bạn để âm rất là dễ, rất là gì, hai m đều dùng đều như nhau này đúng không? Thế thì bây giờ bài này mình biện luận như thế nào cho nó dễ, vì hai m nó đều bằng cái thằng x trừ x bình trị một ấy. Đoạn này nó như nào cho bạn dễ hiểu nhỉ? Từ từ nhé, đoạn này nó cũng hơi bị khoa một tí đấy, không phải đơn giản đâu. Nghĩa là như này, các em đoạn này cũng hơi đoạn là để chính xác là dùng cái từ mà để làm nhanh câu này cũng không phải đơn giản đâu nhé. Bây giờ là tìm m sao cho cái phương trình, bởi vì x ở đây cũng không có điều kiện gì cả, mà tìm có đúng ba nhân thực phân biệt thì cũng hơi khó. Bài này vẽ riêng từng thằng à, sau lấy trường hợp ra thì nó hơi lâu nhỉ, đúng không? Nhiều bạn sẽ nghĩ là trường hợp thứ nhất ở trên có một nghiệm, ở dưới có hai nghiệm, chắc là chỉ có thế thôi là dễ nhất thôi, chứ còn ba nhận thực đúng không, nó chỉ có trường hợp đấy thôi. Đây bây giờ thì xét trường hợp một nhé, trường hợp hai này đúng không ạ, trường hợp một là thằng phương trình một có một nghiệm, người một nghiệm thì nghĩa là nghiệm kép đấy các bạn đúng không, phương trình hai có hai nghiệm phân biệt chưa đúng không ạ, thì khi đấy thì chúng ta mới có đủ ba nghiệm mà đúng không đó. Thế bây giờ các bạn tìm luôn, nếu mà có nghiệm kép ấy thì điều kiện là delta bằng không, delta bằng không là b bình trừ bốn ac à, thì thằng này có một nghiệm là x bằng không luôn, b bình trừ bốn ac bằng không, b bình là không bình nhá, trừ bốn ac, a là âm một này, c ở đây sẽ là trừ một trừ hai m bằng không. Rồi thằng ở đây thì chúng ta sẽ tìm được m, nhầm nhanh nhỉ, sẵn là chúng ta sẽ có là nhân vào sẽ là âm bốn đúng không, âm bốn cộng với cả trừ đi tám m thì đây chúng ta sẽ có là m bằng một phần hai đấy, m bằng một phần hai. Thế còn cái phương trình hai mà có hai nghiệm phân biệt ấy, thì bạn được cái delta dương đúng không, delta dương ở đây các bạn nhầm luôn, chúng ta sẽ có là gì, b bình này là bốn này là 16 trừ đi bốn nhân với một nhân với cả một trừ hai m, thì đừng có đi tìm nhé, đừng có đi tìm mà em chỉ lấy cái kết quả đấy em thay vào thôi cho nó nhanh đúng không ạ. Thì ở đây chúng ta có điều kiện này cũng khá là ok đấy, ok này, ba nghiệm phân biệt ở đây chính xác là ở đây nếu mà chuẩn hơn đó mình còn phải kiểm tra nghiệm nhé các bạn nhé. Đấy, ví dụ cái nghiệm này mà mình tìm ý, nó mình phải tìm luôn nghiệm chính xác của nó là bao nhiêu. Ví dụ nghiệm chính xác của thằng này chúng ta có là bằng m bằng âm 1/2 đúng không, m bằng âm 1/2 thì nó phải có điều kiện đó là cái nghiệm một nghiệm này nó phải khác hai nghiệm phân biệt ở dưới, các bạn hiểu ý thế đó không ạ, bởi vì là nếu mà nghiệm trùng ấy thì nó sẽ không còn là ba nghiệm phân biệt nữa đấy, ý thế là như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ tính trực tiếp cái nghiệm này ra theo công thức là trừ x, nếu mà nghiệm kép là bằng trừ b trên 2a đúng không, trừ b, b là không, nghiệm là x bằng không luôn đấy. Thì ở dưới chúng ta phải có một cái điều kiện đi kèm nữa, đó là gì ạ, cái nghiệm thằng ở trên ấy khác nghiệm với thằng phương trình 2. Cái phương trình 2 mình thay x bằng 0 rồi đi đúng không, phương trình 2 mình thay x bằng 0 ở đây này, thì chúng ta sẽ có là 1 phải khác 2m đấy, không được phép bằng nhau mà, nghĩa là m khác 1/2 thì đúng là thỏa mãn rồi đúng không, m bằng 1/2 khác 1/2
Đấy, vậy là trừ 1 xong nhá. Rồi bây trừ 2 chỗ nhỉ. Ê chứ lại trừ 2 ghi ở trên mất. Ở dưới quên mất từ một chỗ trừ 2 ghi tạo ở trên nhá. Trừ 2 ngược lại đó là phương trình 1 có 2 nghiệm. Đấy. Phân biệt. Đó. Và cái phương trình dưới có hai nghiệm, à có một nghiệm kép. Nào bây giờ mình giải thằng ở dưới trước cái bốn nghiệm kép thì là delta bằng 0. Ở b bình là 4 đúng không? Đây này. 4 16 trừ đi 4 nhân với 1 nhân với cả 1 trừ 2 m. Rồi ok. 16 16 trừ đi 4 12 cộng với cả 8 m. Đấy. Còn không. M nhân bao nhiêu? Âm 12 phần 8 3 phần 2. Đúng rồi, âm 3 phần 2 chính xác. Đó. Và có hai nghiệm phân biệt thì delta dương đúng không? Mình lấy luôn đáp án của mình lúc nãy đi, mình cứ đi làm lại mất thời gian. Đây này. Delta này này. 0 bình trừ 4 nhân với âm 1 trừ 1 trừ 2m dương. À, thì ở đây mình có là m bằng trừ 3 phần 2 rồi. Mình thay vào. Quá đấy. Trừ 1 cộng 3 này đúng không? Âm 2 nhân âm 3 phần 2 là 3. 2 2 nhân với 4 là dương, thỏa mãn. À, mình cũng đấy, còn cái điều kiện các bạn kiểm tra nghiệm này có khác không ấy thì các bạn tự kiểm tra đi, còn chắc chắn là khác nhé, chắc chắn là thỏa mãn nhé. Cái điểm cái đoạn kiểm tra cái nghiệm kép này có khác hay phân biệt không ấy. Đó thì thỏa mãn rồi. Nhưng là bài này có 2 trường hợp à? Sót cái trường hợp nào không được? À, thầy đang sợ sót rồi, bởi vì là nhầm nó có 2 thằng này rồi. Trường hợp nào không ta? À, còn một trường hợp nữa. Đố các bạn biết là trường hợp gì? Tùng có biết không? Đầu tiên là các bạn hiểu hai cái trường hợp này chưa đã? Nếu các hiểu rồi comment thầy số 2 chưa nào? Nếu mà hiểu rồi thì comment. Rồi. Nào bây giờ thầy đố Tùng nhá. Tùng đố Tùng với Tiên với cả Bảo Linh các thứ này. Đố bạn nào biết trường hợp 3 là gì? Đúng không? Trường hợp 3 ấy, đó là cả hai thằng phương trình 1 và phương trình 2 đều có hai nghiệm phân biệt. Nhưng mà có một nghiệm trùng nhau. Đấy, ok chưa? Cái này rất nhiều bạn bị sót. Chính xác. Đúng không? Thì khi đấy là đang nghe mình có 4 nghiệm nhưng mà một nghiệm trùng thì mình lại loại bớt đi. Đấy, nhưng mà điều kiện này tìm hơi khó đây này. Điều kiện này thầy đang không biết được. Để xem nào. Một nghiệm trùng nhau. Bây giờ nhá, bây giờ cái điều kiện này ấy, thì mình hiểu là như này, các em nhìn như thế này có hai cái phương trình. Đúng không? Phương trình thứ 3 là đây này. Nếu mà có một nghiệm trùng nhau ấy, nghĩa là hai thằng này nó phải bằng gì? Bằng nhau. Xua đúng không? Chắc chắn. Rõ ràng. Nếu mà có một nghiệm trùng nhau thì hai thầy phải bằng nhau. Vậy thì cho hai thầy bằng nhau đi là xong. Mình phải giải cái điều kiện dễ trước nhá, đừng có đi làm những điều kiện khó. Đấy, nghĩa là trừ x bình trừ 1 bằng với cả x bình cộng 1x cộng 1 và bằng 2m luôn. Nghĩa là mình sẽ tìm được luôn cả m đấy. Nếu mà đến có một nghiệm trùng nhau mà nó thì điều này nó phải xảy ra. Bây giờ mình cho hai thằng này bằng nhau đây, mình giải xem ra có bao nhiêu nghiệm.
Đấy. Thì chuyển về nhé, sẽ là 2x bình này cộng 4x cộng 2 bằng 0. Đấy, ok chưa? M tí nữa mình giải quyết sau nha, bây giờ mình đi tìm x trước. Mình bấm máy tính. 2, 4, 2 âm 1 các bạn ạ. X bằng trừ 1. Hay hẳn là thức luôn rồi thì là x bằng trừ 1. Đó, x bằng trừ 1 các bạn. X bằng trừ 1 thì mình thay vào mình tìm được m luôn còn gì nữa. X bằng trừ 1 tôi thay vào đây thì là m sẽ bằng mấy? M sẽ bằng âm 2. À đó, trừ 1 thay vào là trừ 1 trừ 1 là đây này, thay vào đây thì có phải là chúng ta suy ra luôn là 2m sẽ bằng trừ 2 và m bằng âm 1 không? Và vấn đề là ra rồi thì em vẫn phải kiểm tra nhé. Đó là điều kiện để đấy, đấy xong điều kiện nghiệm chúng nhau nhé. Bây giờ điều kiện nghiệm phân biệt thì nó giống như cái ở dưới chưa? Delta dương nhận mà chắc chắn là thỏa mãn. Cái này thì không phải đi nói nhiều nữa rồi. Bởi vì mình biết m thì mình tính phát là xong rồi các bạn. Hiểu được không ạ? Đấy, xong bài. Bài toán kết thúc nhá. Xong. Vậy thì ở đây có mấy trường hợp là chúng ta sẽ lấy là m bằng âm 1 này. M bằng âm 3/2 và m bằng âm 1/2. Âm 1.5 âm 1.5 trừ đi 0.5 trừ đi 1 thế gọi bằng âm 3. À, vậy thì bài này chúng ta có đáp án gì? À, lớp hiểu câu này chưa? Thì đây là cái cách mà dùng delta nhé, là mình chia trường hợp cho nó dễ. Còn một cái cách nữa là trong giải ấy, thì là người ta giải theo kiểu là vẽ parabol ấy. Đấy, thì đây nhá, thì thầy đây là một cái minh chứng ấy, là không phải là thầy lúc nào thầy cũng bám theo giải đâu, mà thầy nghĩ được cách nào hay thì thầy sẽ cho các bạn thêm. Thì các bạn có thể thêm khảo cái cách trong giải. Cái cách trong giải thì nó sẽ sát là kiến thức tương giao, nhưng mà thầy thấy nó hơi khó hiểu một chút. À, thì thầy sẽ dùng delta để thầy nói cho nó dễ, bởi vì là đến cái đoạn kinh nghiệm thì mình dùng delta biện luận thì đôi khi cũng khá là hay, đúng không ạ? À, thì các bạn nhìn cái cách ở đây nhá, nghĩa là người ta sẽ đi, em hiểu là như thế này, là người ta sẽ vẽ hai cái đồ thị ở bên cái thằng trừ x bình trừ một ra và x bình cộng 1x cộng 1 ra, và người ta sẽ phát hiện nó tiếp xúc với nhau tại một điểm đó, và người ta cũng biện luận như thầy vừa nói thôi. Thì ở đây người ta không dùng delta mà người ta dùng cái hình vẽ. Ok nhá, ok bạn Giang Nguyệt. Cả lớp hiểu ý gì đúng không ạ? Người ta không dùng delta mà dùng hình vẽ, người ta cũng làm như thầy vừa nói. Đó là trường hợp thứ nhất là anh màu đỏ có một nghiệm, anh màu xanh có hai nghiệm. Trường hợp thứ hai là anh màu xanh có một nghiệm và anh màu đỏ có hai nghiệm. Đấy. Và trường hợp thứ ba là hai anh đều có hai nghiệm phân biệt nhưng mà một và có một nghiệm trùng nhau. Đó, thì bài này dùng hình vẽ thầy cũng thấy khá là hay. Đó. Thế là có hai hướng để các bạn tư duy nhé. À, cách hai các bạn tham khảo trong giải. Đó. Ok, thế là xong câu này, đúng không ạ? Rồi đến câu 49. Rồi đến câu 49. Đó, câu này thì không có gì cả. Mình vẽ nhanh nhá, cho khối hộp này. Ok, cho khối hộp. Đó. Bài này hộp này là hộp hộp kiểu hộp nghiêng à? Ờ, nó không phải là phải lăn trục đứng nhá. Nhưng mà thực ra là mình có thể đặc biệt hóa được. Đấy. Đúng không? Bài này để thầy thử làm thử theo cách đặc biệt hóa trong ra nào, chứ đặc biệt hóa xử lý cho nhanh. À, nhưng mà cũng chưa chắc, bởi vì có thể là khả năng cái mấy cái góc này nếu mà đặc biệt hóa lên chưa vẽ được đâu. À, nhưng mà mình cứ giả sử nhé, thầy giả sử luôn vẽ đặc biệt hóa đi. À, tôi vẽ đứng lên. Rồi. Sau khi tôi có âm dựng đứng này thì tôi có như sau này. Là A phẩy này, B phẩy, C phẩy, D phẩy, A, B, C, D. A phẩy bằng 1, A B phẩy bằng 2 và A C phẩy. A C phẩy đây. Đây là những cái cạnh người ta đã cho trước chúng ta. Đó, đều bằng 2 nhá. Rồi ok. Biết rằng góc A phẩy B bằng này.
bằng 60 độ. Đó, BA'C. BA'C. Ủa, mệt nhờ, mày góc này mệt mỏi đấy. Nhìn nó hơi dối đúng không? Nhìn nó hơi bị dối một chút. Đó, góc này cũng bằng 60 độ này. Và góc CA'A. CA'A. Ờ, ok. Đó. Bài toán đi tính thể tích khối hình lục đã cho, đúng không? Rồi, bài này nhá, nếu mà thầy đã đặc biệt hóa rồi ấy. Hình hộp. Ờ, thế thì bây giờ thầy thử làm thử nhá. Bây giờ mình nếu mà đặc biệt hóa thì cũng chẳng cần cho góc đâu các bạn, bởi vì nó có khi ở bây giờ mình cứ coi như nhá, nếu mà mình cứ tư duy đơn giản là nhanh nhá. Rồi bây giờ hình một này đường cao là A phẩy đúng không, hai thằng này mà bằng nhau, ở thế thì vô lý thật. À không, ở đây thầy đặc biệt hóa là đặc biệt hóa cái chiều cao đấy nhé các em nhé. Thầy đặc biệt hóa chiều cao nghĩa là đường cao A phẩy đúng không, mặt đáy. Còn đáy của chúng ta đó là hình, đáy của chúng ta chính xác đó là hình hành chứ không phải hình vuông, ok chưa? Đấy, nhiều bạn đặc biệt hóa, bạn đặc biệt hóa luôn đáy là hình vuông là bài này sai, bởi vì đáy không thể là hình vuông được, bởi vì A phẩy B à A ở sorry các bạn, thầy lại nhìn nhầm A phẩy B với A phẩy C, không phải A phẩy B phẩy đó. Đấy. Nhầm các bạn, thế này. Đây, những cạnh đề bài cho là những cạnh này nhé các bạn nhé. A'B. Đấy, và A'C. Rồi. Bây giờ mình tư duy như này nhá. Hai cạnh này đều bằng 2 này. Mà cái góc này bằng 60 độ chưa? Vậy thì mình suy ra luôn cái thằng BC đó là 60 độ bằng 2 luôn, bởi vì tam giác A phẩy BC là tam giác đều. Chắc chắn cái này các bạn biết. Đó. Mà bây giờ thể tích nhá sẽ bằng 1/3 lần đường cao là A phẩy nhân với diện tích đáy. Cái vấn đề đáy của chúng ta ở đây chúng ta chưa biết đó là hình gì, đúng không ạ? Chúng ta mới biết một cạnh là cạnh BC bằng 2 thôi. Và bây giờ cái vấn đề là chúng ta phải đi tìm các cạnh còn lại để chúng ta tính. Đó. Thì diện tích của hình hành các bạn chỉ cần tính một diện tích, một nửa của nó là một tam giác ấy. Các bạn tính diện tích tam giác nhân 2 là xong. Đấy là cái đầu tiên là thầy hướng các bạn là như vậy. Đó, thế bây giờ mình tư duy như sau. Bài này có khi mình dùng cái ABC. ABC được. Đường cao rồi, tôi mình tính diện tích đáy này. Mình về là mình tính được cạnh AB. Cạnh AB mình biết nha các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy vào cái tam giác, thế thì bài này khả năng cao là xong rồi đấy. Nào các bạn nhìn thấy vào tam giác A phẩy AB, đúng không? Vì thầy đang giả sử A phẩy vuông góc phải đáy mà, tam này tam song vuông, góc này bằng 60 độ này, cạnh này là 1, cạnh này là 2. Ở thế thì kiểm tra xem có đúng không đã nhá. Nếu mà 60 độ thì hơi vô lý đấy, chưa chắc đã đúng nhá. 60 độ thì nó là kề trên huyền đúng không? Cốt 60 độ sẽ bằng kề là 1 này, cốt 60. Ôi giời, chuẩn luôn các bạn ạ. Đấy, mình đặc biệt hóa đúng luôn. Các bạn thấy không? A phẩy bằng 1 mà A phẩy B bằng 2. Thế thì cốt 60 nó bằng kề trên huyền, nó bằng 60 độ luôn. Quá hợp lý. Đấy, thế thì mình về này mình đặc biệt hóa quá chuẩn rồi các bạn. Xong rồi. Thế thì bài này mình tính AB luôn nhé. AB Pythagore, đúng không? AB sẽ bằng căn bậc 2 của 2 bình là 4. A phẩy B các bạn trừ đi thằng A phẩy thì là bằng căn 3. Đúng chưa? Đấy, AB bằng căn 3. AB là căn 3 ấy thì cái tam giác đáy ấy, các bạn nhìn thấy dưới đáy.
nếu mà dưới đáy nhá, mà thầy đi tính được cái tam giác ABC là xong luôn, bởi vì là đáy như thầy nói mình đã để lại hình hành mà. Đó, mà tôi đã biết hai cạnh đấy các bạn, đúng không? Chúng ta vừa tính được cạnh BC bằng 2 này, AB bằng căn 3 này. Ơ nếu mà chúng ta tìm được cái thằng AC là xong bài. Và AC mà tính được thì mình dùng hệ thức hệ đông là mình tính diện tích đáy, diện tích tam giác là nhân đôi ra hình hình hành là lắp vào đây là xong bài. Đó, bây giờ cái hướng chúng ta bây giờ bài này chúng ta sẽ hướng cái việc là đi tính thằng AC. Đó, các bạn hiểu chưa? Đó, bây giờ bài này còn một dữ kiện góc nữa mình chưa dùng nhé, mình bấu víu vào đây, đó là cái góc CA'A. Ơ CA'A. CA'A nhưng mình lấy nhầm góc các bạn. Đúng không? CA'A phải góc này. CA'A thì nó là góc này các bạn ạ. Đấy, đẹp quá rồi. Thế tôi lại tính AC rồi. Xong rồi nhìn nữa. Anh này là 1 chưa? Anh này bằng 2 đúng không? Giống hệt. Đấy, các bạn thấy ngay là cái tam giác A'AB nó giống hệt tam giác A'AC, không khác một cái gì cả. Thế cái thằng AB bằng căn 3 thế thì AC thì cũng tính bằng căn 3 luôn. Ừ, nhưng mà thế thì nó hơi điêu các bạn ạ. Đúng không? Như thế thì nó lại hơi điêu điêu một tí, bởi vì là à không, thoải mái, được, vẽ được. Được. Vì đáy ABC mình không phải tam giác vuông. Ờ ok được nhá. Đấy các bạn thấy không? A'AB, A'AC giống nhau. Có cạnh A phải chung một góc vuông, lại còn góc hai góc bằng 60 độ. Xong. Vậy thì bây giờ mình tính diện tích đáy này, hệ thức hệ đông rồi này. Đầu tiên thì sẽ công thức nhá, là căn bậc 2 của P đúng không? Nhân P trừ cạnh thứ nhất là trừ căn 3. Nhân P trừ cạnh thứ hai là căn 3. Rồi nhân P trừ đi cạnh thứ ba là bằng 2. Lần tính bậc cho xong bài. Ok. P là nửa chu vi nhé bạn nhé, mình tính trước đi. Nửa chu vi là hai cạnh căn 3 cộng vào nhau là tam giác ABC đấy. Là hai căn 3 này. Cộng với cả 2 này. Đó, chia 3. À nó nửa chu vi à? Đấy, 1 cộng căn 3. Bây giờ lưu biến nhá, lưu vào biến biến A đi. Rồi, căn bậc 2 của A này nhân với A trừ đi căn 3. Tất cả bình phương. Đấy, nhân với cả A trừ đi 2. Đúng chưa? Sau rồi bây giờ mình canh, đúng không? Mình canh, không phải canh này, dấu bằng ấy. Bằng căn 2. Wow, quá đẹp. Thế thì không ra đáp án các bạn ạ. Gọi ra là căn 2 trên 3 à? A phải bằng 2 đúng không? Căn 2 trên 3 à? Lại không hợp lý lắm nhỉ? Thì lại không hợp lý lắm. Alo? Bình ngộp thì là quái có... Hình ngộp thì làm gì có cái 1 phần 3. Đúng không các bạn, hình ngộp là thứ 1 phần 3. Bằng căn 2, nó không có đáp án. Ờ, kiểm tra xem mình có tính toán cái đoạn nào nhầm không nhé. Có vẽ được tam giác nào có vẽ được hai cạnh bằng nhau mà đo bằng 2. Có, vẽ được, bài này đã bị đoán chuẩn không sai. Nhầm, các bạn kiểm tra lại cái bước tính toán này mình bị nhầm đâu không? Hay mình nhầm đoạn nửa chu vi nhỉ? C A phải A. C A phải A, ok. B A phải C. Đó. A phải B, đúng. Một này. B C với căn 3 đúng chưa? Nhầm. A C phải bằng 2 nhá. A C phải bằng 2. Bình phương lên là 4 trừ đi 1 thì là bằng căn 3 đúng, AB bằng căn 3. Thế thì thằng AC là căn 3. Diện tích căn 3. 2 căn 3 cộng 2 chia cho 3 đúng, à chia cho 2 đúng không, nửa chu vi đúng không? BC đúng chưa? Có
A'B bằng A'C và tam giác hệ 60 độ. Vậy thì BC là tam giác đều. Đúng. Ừ, thế thì có vẻ cách đặc biệt hóa này. Nhưng mà đấy là vật vẽ này chứ nhỉ? Vẽ được. À, đấy mình đã nhân 2 đó các bạn. Trời ơi, đây mới là diện tích tam giác thôi. Còn nếu mà diện tích của hình bình anh thì nhân mấy? Nhân 2, chuẩn luôn. Đó, cái cách đặc biệt hóa là mạnh lắm các bạn. Làm sao mà sai được. Xong câu này. Ok nhé các em nhé. Đáp án gì? Đáp án A. Trong giải đây này, trong giải các bạn tham khảo và xem, nó là cách tổng quát. Đấy, nó vẽ hình nghiêng mà nó tính là ngang hơn. Các bạn thấy chưa? Các bạn về các bạn tham khảo cái cách tổng quát này nhá. Đấy, thầy sẽ không nói gì cái việc tổng quát này cả, các bạn tự nghiên cứu. Đấy, còn với thầy những bài như này mình nên đặc biệt hóa. Nhưng mà tại sao bài này thầy lại không đặc biệt hóa nốt cái đấy là hình vuông? Đấy, thầy đã giải thích rồi đúng không ạ? Bài này lúc đầu ấy, thầy không đặc biệt hóa là hình vuông bởi vì bài này dễ dàng bạn thấy ngay đó là hai cái cạnh này không bằng nhau. Đúng không? Mình tính cái mình thấy ngay không bằng nhau thì làm sao mình để hình vuông được, là vô lý đúng không? Đó, cho nên bài đặc biệt hóa phải cũng tuân theo đề bài. Đó, đấy không cho hai cạnh bằng nhau thì không thể vuông được. Cho nên mình chỉ đặc biệt hóa cái đoạn đường cao là hình vuông. À, nó là cái cạnh vuông mặt đáy, nghĩa đưa về một đứng thì nó làm nhanh hơn rất là nhiều. À, đấy là thầy dạy các bạn kỹ năng làm cái bài nâng cao đấy. Đó, nếu bài này mình làm tổng quát thì vẫn được thôi nhưng mà nó khó một tí nhá. Đó. Rồi câu 50 là một câu về mí mắc số phức. Đề này có hai câu mí mắc số phức à? À, câu này câu không quá khó nhé các bạn nhìn nhé. Rồi tư duy này. Đó, tập hợp điểm biểu diễn số phức. Số phức này gọi là điểm M. Đó, thì bạn thấy ngay đây là đường tròn nhé. Đây là điểm M này. Còn đây là một điểm A. Đó, mình làm nhiều mình phải nhớ tọa độ là bao nhiêu đấy ạ? Được đảo dấu nhé, 2 với cả 3. Đó, thì có phải là MA luôn cách nhau một khoảng không thay đổi 1 không? Vậy thì vẽ là gì? A. Đấy, thì mình vẽ được luôn. À, lấy điểm A tọa độ là 23 đi. À, 23. Rồi. Ok chưa? Đây là điểm A nhá. Cấp mắt vào điểm A. Để ăn cơm đói quá các bạn. Đấy. Cách 1 đúng không? Cách là 1 đưa các bạn vẽ ăn án thôi. Từ các bạn nhầm lên đây này, từ A đến đây là 1 đây này. Thì đây sẽ đường tròn gì? À, tập hợp điểm biểu diễn của điểm M. Luôn cách đều A và khoảng độ là bằng 1. Được chưa? Rồi. Bây giờ là cái biểu thức này là giá trị ở đất khi nào? Đó, bài này khó nhá, bài này khó một tí đấy, bây giờ mình phải biến đổi một tí này, các bạn bình tĩnh đây này, bình tĩnh nhá. Đầu tiên tôi vẫn đặt z đúng không ạ, là x cộng y tôi phải thay vào đây, xem có cái gì đã. Thế thì thay vào thì có như sau, là 2 trừ y, đúng không, mình rút gọn cái thằng bên trong rồi đi, là 2 trừ y nhân với cả x cộng y, trừ 1 trừ 7y. Chúng ta nhân vào. Mình nhân vào thì mình nhân như bình thường thôi, đúng không? 2x này cộng với 2y nhỉ. Đó. Trừ x nhân y. Thằng này để ý nhá. Y nhỏ nhân với y bình bằng âm 1. Đấy, nhưng mà lại có dấu trừ. Thì tóm lại là cộng y chưa? Rồi. Thì sau khi bạn tách nhân tung tóe ra, bạn tách cho thầy phần thực phần ảo ra. Thì phần thực sẽ là 2x cộng y trừ 1. Đúng chưa? À, nhưng mà làm cái này nó hơi lâu. Bơ thử nghĩ một cách nhanh hơn. Okay. Làm thế này được nhưng mà hơi lâu các bạn. Bây giờ mình làm cái này chất nghệ hơn nha các bạn nhé. Các bạn nhìn này. Cách này ok nhá, không sai nhá. Nhưng mà làm cái này lâu.
thầy vừa nhẩm ra một cái rất hay. Đây đúng không? Mình có thầy đúng không? Bây giờ thầy làm thế nào để rút được ra? Nào bây giờ xem nào, bây giờ mình vẫn nhân vào nhé, nhưng mà mình để z đường thay x cộng y bộ. A nhân z trừ đi z y trừ 1 trừ 7 y nó sẽ bằng cái gì? Rút nhân từ chung ra y ở đây xem nào. À không. Đây nhá. Các bạn hãy để cái keyword này, ở đây có 2 chữ y chưa? Bởi bạn sẽ làm xuất hiện 2 chữ y ở cái thằng này ra. Đấy nhá. 2 chữ y nhân z này. À, thì ở đây các bạn đã xuất hiện 2 chữ y thì bạn cứ viết 2 chữ y vào đây cho thầy. Cứ viết vào đây đã nhá. Giống hết cái thằng này. Mình sẽ thêm bớt với phần còn lại. Được chưa? Nếu mà 2 chữ y thì ở đây nó sẽ là chữ 1 à. Trừ 1 thì về đây là trừ đi 3. Đúng nhỉ, đúng không? Trừ 3 cộng với 6 nó trừ 6. Các bạn sẽ thấy một điều rất là tuyệt vời. Đấy là với bài này nhé, còn các bài khác thì bạn phải làm được cái cách lúc nãy ấy. Phải lại làm bằng bao nhiêu đây? Phải rút trừ 2 ra. Nó lại là 2 trừ 1. Nó lại là 2 cộng y nhỉ? Đúng không? 2 trừ đi 3 là âm 1 trừ y trừ đi 6. Ừ, cái gì hơi dở. Lý do vậy em nhận là từ rút được nhanh thì nó nhanh hơn. Nó lại không đảo dấu nhau nhỉ. Nếu mà đảo dấu thì rút nhanh hơn cách kia khá là nhiều đấy. 2 trừ y trừ 3 bằng âm 1. Ừ. Ừ. À, 2 cộng y mới đau. Thế bài được chưa? Thế bài là để bấm máy tính thì trừ 1 trừ 7 y. À, là có một cách nữa mò và khỏi cái tách nó cực kỳ đỉnh luôn. Đây, đây thì trừ 1 trừ 7 y chia cho 2 chữ y. Đây, cách này đẳng cấp hơn nha, các bạn khỏi cần phải mò tách luôn. Đây các bạn nhìn này, đây mới tính bấm chỗ số phức nhá. Bây giờ cái thằng 1 trừ 1 trừ 7 y thì muốn làm xuất hiện nhân tử chung là 2 chữ y đúng không? Thì bấm luôn là trừ 1 trừ 7 y chia cho 2 chữ y. Cần chưa các bạn? Đấy, xong. Vậy thì bản chất cái thằng trừ 1 trừ 7 y nó sẽ là trừ 1, nó sẽ là 1 trừ 3 y đúng không? Nhân với cả 2 chữ y. Tại sao thầy lại làm điều này? Đây các bạn nhìn nghe nhé, cái mình làm như này thì mình biến đổi nhanh hơn các bạn đúng không? Đấy lý do tại sao bạn làm như thế, còn không thì bạn làm như lúc nãy cũng được, không sao cả, lâu hơn một tí. Vậy thì bản chất cái biểu thức này chúng ta ấy, nó trở thành là gì? Rút nhân để chung ra nhé, là 2 chữ y nhân với z này, đúng không? Z cộng với thằng này. Thì khi game modun ấy thì nó sẽ modun từng thằng một, mà modun của 2 chữ y nó sẽ là căn bậc 2 của 2 bình là 4 cộng với 1 chưa? Đấy, và modun cái thằng bên này thôi. Này là nhầm luôn, căn của 4 cộng 1 là căn 5 nhá. Căn này đây này, là điểm M. Nhớ chưa? Điểm cái điểm này, điểm còn lại này là điểm B. Đấy, điểm B tọa độ là gì? Điểm B tọa độ của tôi ấy, đó là lấy đảo dấu lại đi là âm 1 với cả 3. Thì đây là căn 5 của MB. Đấy. Dễ đến đây thì quá dễ luôn. M là những điểm nằm trên đường tròn, còn B là điểm cố định. Đấy, trừ 1 về 3 nhá. Trừ 1 này với cả 3. Đấy. Xong chưa? Thầy nói rất nhiều lần rồi, với những bài toán tìm độ dài lớn nhất bé nhất với một điểm là điểm cố định
Còn M là điểm nằm trên đường tròn. V là thì cái phương pháp là gì? Là cứ từ điểm M, điểm B bạn nối đến tâm A. Tâm A là tâm của mà tâm của đường tròn mà thằng tập hợp điểm M nó chạy xung quanh ấy, thì nó luôn ra thằng lớn nhất với thằng bé nhất. Tại xong bài. Đó, thì luôn cắt nhá. M1 à M2 này, M1 đây này. Đây là độ dài bé nhất. Còn đây là độ dài lớn gì? Lớn nhất. Đề bài nó hỏi lớn nhất hay nhỏ nhất, các bạn đều chơi được hết. Bài là nhỏ nhất đúng không? Vậy thì chính là gì? BM1. Và BM1 bằng cái gì? BM1 sẽ bằng, các bạn lấy là gì đấy? Là độ dài AB, đúng chưa? Trừ đi R. Đấy, A bằng 1 là R mà. AB trừ R. AB tính được bởi vì A cố định, B cố định nhá. Và tính hộ các bạn luôn này. Tọa độ của B trừ đi tọa điểm A. A ở đây lúc nãy là bao nhiêu đây? A ở đây lúc nãy đề bài là bằng 2/3 này. Đó. Trừ 1 trừ đi 2 là -3, bình là 9. 3/3 hết là 0. Đây là AB nhá. Trừ đi bán kính R là 1 luôn chưa? Đó, đây là R bình này là 1 này. Vậy thì kết quả ở đây chúng ta có là bằng 2/5. À. Nhưng cái vấn đề ấy, ở đây ấy, người ta lại không hỏi cái độ dài min max. Ok không ạ? Người ta hỏi là số phức Z bằng bao nhiêu cơ. Đấy. Thế rồi cái cốt lõi là mình tìm số phức là như thế nào. Thì cái điểm mà nó thỏa mãn được bài này ấy, nó chính là cái điểm M này, M1 đây các bạn này, các bạn nhìn chưa? Cái điểm M1 thỏa mãn. Bây giờ điểm độ là M1 bằng bao nhiêu, cái này dễ quá thôi. Thì khi mà em biết AB, các bạn có ý một bài này, nếu mà bạn thông minh các bạn thấy thằng này tung độ điểm B là bằng 3 này. Và tung độ điểm A bằng 3 chưa? Vậy thì bản thân cái thằng AB tại hai điểm này gọi là CD, nó là hình gì? Đó là hình chữ nhật. Đó là chính xác là hình vuông luôn các bạn. Đúng không? Thằng này là 2 này, hay là 1 này, vuông luôn. Hình vuông thì các bạn có đo được đoạn này không? Có hiểu ý từ đó không ạ? Đoạn này các bạn thấy ngay chính xác ấy, nếu mà điểm M bạn vẽ M1 mà bạn vẽ được chính xác trên hình ấy, thì dòng số này này. Đặt được luôn tọa độ của nó trên hình luôn. Cái bài này, cái việc các bạn đi vẽ hình chuẩn nó hay ở cái chỗ đấy là không cần phải đi biến đổi nhiều mà mình đo được luôn chính xác tọa độ trên hình. M1 hoành độ là 1, tung độ là 3. Thế đây có phải là số sức phức Z tương ứng là Z bằng 1 cộng 3i chưa? Cái A chính là 1 nhé, B chính là bằng 3 nhé. 1 cộng với 6, kết quả bằng 7. Và đây cho chúng ta có đáp án A. À, chuẩn luôn. Các bạn đã hiểu cái cách mà thầy xử lý bài này chưa? À, nếu các em ok rồi các bạn comment ok phần cái chat. Và bài này kết thúc cái đề số 2 trong sách thầy tặng cho các bạn.